làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con cung thỉnh sư Chí Đức cầm mít để chúc phúc cho đạo tràng. Con xin cung thỉnh sư ạ. So tha la tho chu bi to ru no bu ta sa sa ne ru bu chu bi to i sa sa pe nya ti pi sa tha la tha chu bi ta ru no ha bu ta sa ne ru ga chu bi ta o i sa sa pe nya ti pi te tha la tha chu bi ta ru no ha bu ta sa sa ne ru ga chu bi ta o tha sa sa pe hệ nhà tị khuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lễ, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong giao quen cả thảy. Y đăng nô nha ti năng hô tu chi ti ta hồng tu nha ta vô. Y đăng nô nha ti năng hô tu chi ti ta hồng tu nha ta vô. Y đăng nô nha ti năng hô tu chi ti ta hồng tu nha ta vô. Y đăng quát tâm nê phùng nhăn à sa quát sa già quát hằng hồ tu. Y đăng nê phùng nhăn nhíp bà nát sa phát cha vô hồ tu. Ma măng phùng na pa gầm sắp ta sắp ta năng và chê lý tề sắp đề mê sa năng phùng na pa gầm la bằng tụ. Xà thú, xà thú, xà thú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng yến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn đang tại tiền. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để trợ duyên chứng đắc niết bàn. Xin chư Phật trước đã tạo trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh vừa được hưởng động vừa cả thảy như sau: lành thai, lành thai, lành thai, xa thú, xa thú, xa thú. Con xin hồi hướng chư thiên. Akha sắc tha cha bùng ma đề hoa na ga ma hít chi kha cùng nô anu mô đành tu chức răng rắc thầm tu xa xa năng. A ca sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga mất thi tha phùng nhanh nô anu mô đành tu chích răng rắc thành tu nô ga ru. A ca sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga mất thi tha phùng nhanh nô anu mô đành tu chích răng rắc thành tu nhà đa vô. A ca sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga mắt chi tha phụng nhanh nô anu mô đành tu chích răng rắc thành tu tha ni nô. A ca sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga mắt chi tha phụng nhanh nô anu mô đành tu chích răng rắc thành tu nô ta đa. Chư thiên vị trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng tinh hoa trước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viếng thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con thú đạo màu, tu hành tinh tấn mở hầu vô tâm. Dằng trình cu sa la khâm măng khắc tâm bằng khi đi dằng ma ma sa về na hoa cha ma na sa thi đã về chú gác tăng khắc tăng. Về sắc ta sanh như nhộ ác khi về ca sắc ta á sanh như nhộ ca tăng phùng nắc ma lăng mây hàm sắp đề thà di phá quần tư tề. Về tăng khắc tăng tui đinh tăng đinh năng phùng nắc ma lăng mây dạ. Về ca tha ta na cha nằm chi đề hoa gần tòa ni quê đa dồn
sắp bề lộ thăm hi về sắc ta chiều văn ta hào giác hệ tu xa mà nhung nhằn vô cha năng sắp bề là bằng tu ma ma sê ta xa ti. Con kinh hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc dần xa, hiện tiền quá vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho, thảy điều hưởng vị cam lồ, đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu, lời vàng chư Phật thâm sâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thái bình, nguyện cầu tất cả sinh linh đồng nương chánh pháp quang minh chung truyền, tính tâm giữ vẹn một niềm dung bồi phúc huệ tròn duyên đạo mầm đạo màu. Con xin tất bạch thỉnh pháp sư. Ê hoàng sa hàm tắc kỳ râm ma pha ga hoành tăng ác tha chắc ta tung hì pha huệ na tăng bút hồ thà dùng nghề nà thi hòa sư gia tăng hà phục thà gia phà đề nam mi gà đà dặn đa tô gà tô thành cha bắc già đa dô này về á măng thà về si thầm ma tô ta tô pháp bồ ti thầm bút thô a nu na thầm ma đề sa năng ma khắp quát sa đề sê si sắc ta năng a ca sít phát thầm tê na sa tu ai yo bằng tê đề tê tu thầm ma đề sa năng ta di thắc pa vi sa ya an đúc thầm thăng thi kha ta huệ phạm thiên thành kính nặng khẳng khoản Phật nhậm lời nhưng chẳng nghĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm đại dân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được hương vị hữu dư nhân đàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lần chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lầm rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng tỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn nghi tối mê cầu được chí chi vạn toàn. Con xin thỉnh sư chí đức đăng đàn thuyết pháp và con xin xin thỉnh sư Liễu Tâm cầm mic trước đây thử cầm mic trước rồi thử âm thanh có nghe rõ không và sau đó chuẩn bị trả lời các câu hỏi của các vị trong đạo tràng. Con xin cung thỉnh sư Liễu Tông à. Nam mô Tát sa pha quá tô a ra hà tô sấm ma sấm bồ tát sa nam mô Tát sa pha ga quá tô a ra hà tô sấm ma sấm bồ tát sa Nam mô Tát sa pha ga quá tô a ra hà tô sấm ma sấm bồ tát sa Nam mô Bồ Tát gia kinh bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư cư sĩ nam và sư nữ trong đạo tràng hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bồ Tát gia. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Ký Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý bà quý cô tu nữ và xin mến chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ là xin hỏi các anh chị có nghe được cái âm thanh ở bên chúng tôi có được có rõ hay không ạ? À? Dạ con kính tri ân sư Đức à. Dạ xin mời mọi người xin mời mọi người nêu các cái câu hỏi để làm cái bài học cho room ngày hôm nay. Xin mời chị Meta ha. Chúng tôi gửi mic lại cho chị Meta đặt cái câu hỏi trực tiếp với sư. Dạ, Nam mô Bồ Tát giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của Meta không?
Cảm ơn huynh tu học Phật pháp cho biết là đã nghe rõ. Và trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Liệu Tông, con kính đảnh lễ sư Phước Thạnh cùng quý sư, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con có một cái câu hỏi nho nhỏ, và con kính bạch ngài là ở chung quanh nhà con đó thì có những cái chậu kiểng, rồi có những cái chậu không mà không có trồng á, thì trời mưa, nước mưa nó nhiều, rồi nó sanh những con lăng quăng rất là nhiều, mà con muốn cho những con lăng quăng đó nó không còn nữa, để khỏi sanh muỗi, thì bởi vì con biết là con lăng quăng rồi nó sẽ thành con muỗi, thì thành muỗi thì có thể nguy hiểm cho những người trong gia đình con, ví dụ con cháu rồi này kia, nếu nó bị muỗi cắn thì cũng có thể bị bệnh sốt xuất huyết. Đó là bên Việt Nam đó. Thì bây giờ con muốn không còn những con lăng quăng đó, thì tự nhiên nếu con đổ ra ở ngoài đất thì nó sẽ chết, thì như vậy con có phạm tội sát sanh hay không thưa ngài? Vậy hoặc là con phải làm sao để tránh cái sát sanh? Và con kính dâng bích đến ngài để ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bố Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, chậu nhiều để úp chậu xuống chứ coi đâu, úp chậu xuống trời mưa nó đâu có dính vô nước vô được, phải không? Còn bây giờ lỡ nó có lăng quăng thì thôi, chứ có đâu thì mình đừng đổ xuống đất, mình đổ xuống nước đem ra ngoài sông đổ, đem ra ngoài giếng đổ, ngoài mấy cái suối đổ nó gì đâu sợ. Mình định bởi vì khi muốn giếng con vật phải đầy đủ tất ý năm chi. Bây giờ thì từ đây về sau thì cứ mấy cái chậu đó xuống, đừng để mưa nó động chứ, thì có ở đâu à. Ngoài động rồi thì đem ra suối ra đồ đổ, chứ đổ trên đấy thì có thể làm hại chúng sanh à. Đem ra ngoài xì giếng, ngoài suối, ngoài sông không đổ. Còn nó sống được hay không là chuyện của nó, mình đâu có tính chuyện, nhưng đâu mình đổ cho nó xuống đó thôi chứ mình đâu có đủ tác ý để giết nó đâu mà mình sợ. Nó mô tha giá. Dạ con kính cảm ơn ngài, nhưng mà ở đây thì con không có gần giếng, gần sông, gần gì hết. Rồi lỡ có những cái chậu đó mà hôm đó mưa quá rồi nó có lăng quăng như vậy, rồi giờ con đem đổ đâu ngài? Ở bên Việt Nam thì dễ rồi, nhưng mà ở đây con cũng có những cái chậu nó có lăng quăng vậy, rồi giờ con làm sao đây ngài? Dạ thì con bí quá, con không biết làm sao đây. Dạ con kính bạch ngài chỉ dạy con thêm ạ. Nam mô Bố Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa cho quý vị, thì cứ đổ đại ra đất chứ có ở đâu sợ. Mình đổ với ta đừng có để tác ý mà để cho chúng sanh nó đi đoàn tụ trong cái ý của mình thôi. Mình cứ đổ vậy đó, rồi từ đó sao nhớp mấy cái chậu đi xuống, đừng để nước nó vô thôi chứ có ở đâu. Chứ còn mình cứ mình chờ chờ để đó, mai mốt là nó thành mũi rồi mình cũng phải giết mũi vậy đó. Cứ đổ đi, cứ đổ đi, đừng có ngó nó, anh chị mất công cho mệt. Và như mình bây giờ có nước thì mình đem đổ nước thôi chứ không có gì đó. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con có thêm một câu hỏi nữa. Dạ con bạch ngài. Dạ ở bên Việt Nam có một người là trước đây làm cái nghề đánh bắt cá rất là giỏi, mà tới có tiếng là tay sát cá. Bởi vì rồi có một hôm nọ thì đi đánh bắt đó, rồi đi bắt cá đánh bắt rồi thì bị xỉu, rồi cũng như gần chết,
rồi mai có nhà phát hiện được thì đem đi bệnh viện cấp cứu được rồi sống lại. Rồi từ đó thì cái người đó ăn năn nói là chắc tại mình sát sanh nhiều quá cho nên là mình bị tai nạn, thì cái người đó bỏ nghề không có làm nữa, rồi cũng theo Phật giáo Bắc truyền, rồi cũng ăn chay, không có làm nghề đó nữa. Nhưng mà bây giờ đã bỏ ăn chay được một thời gian lâu rồi, và bây giờ cái người đó nói mà muốn học Phật pháp, muốn theo bên Phật giáo Nam tông, mà cái người đó là không có biết chữ, bạch ngài, người đó không biết chữ, người đó không có đọc gì được hết, đâu có biết chữ, thành ra đâu có đọc kinh đọc sách gì được, chỉ nghe thôi. Thì bây giờ có cách nào để giúp cho cái người đó hiểu được kinh kệ, rồi hiểu được Phật pháp, thì bạch ngài, ngài có cách nào để chỉ giúp giùm cho cái người này biết được Phật pháp Nam truyền của mình một cách mau chóng hơn, để có được tiến bộ trong con đường tu tập? Dạ con kính bạch ngài, xin ngài chỉ dạy thêm cho con. Mời quý ta kính bạch chư tổ hàng giả, kính thưa chư quý vị, thì cái dẫn ông ta tới cái chùa Nguyên Thủy Việt Nam nào bên đó để chồng sư cũng giảng cho nghe chứ có ai đâu, giảng như thế nào, căn bản như thế nào. Trong thời gian ở nhà muốn nghe thêm thì bây giờ những cái quyển sách căn bản thì họ in, họ thâu vô cái CD hoặc là vô thép, thì cứ xin về giống như quyển Đức Phật Phật pháp hay là những cái quyển nào vậy thì mình cứ tìm cái thép để về để nghe chứ có ai đâu. Bây giờ mà học nó dễ ổn gì đâu, đáng gắng đi tìm. Ở đây thì sư thấy có nhiều người ta đọc, người ta thâu người cả nguyên cái quyển Đức Phật và Phật pháp rồi vô dĩa hay vô CD hay vô gì đó, thì cứ kêu người đó đem về nhà nghe, rồi trong tuần đó rảnh một hai ngày dẫn tới chùa nào có ông sư ông nói pháp các cá chỗ kia ông giảng cho nghe gì đâu, đó tự phải lo chứ còn bây giờ mình chờ chờ là chờ chờ như thế nào. Nên cái đó là tự tìm lấy những người nào gần đó có cơ hội giúp được thì giúp cách đó thôi, chứ còn bây giờ mình nói để mình chờ là không có chờ gì được cả. Mình nhớ con người ta sao có búng tay là không chắc gì còn kiếp sau cả, mà kiếp sau đó là nó cả một cái vấn đề nhiều kê. Thành ra có rảnh bất cứ thời gian, ngay chúng ta cũng vậy, rảnh bất cứ cái thời gian nào rảnh đều phải tìm những cái nơi mà có giáo pháp Đức Phật để mình nhét vô não của mình á. Chứ còn mà đứng mình cứ mình chờ chờ để chờ khi nào gặp được ông sư ông thầy nổi tiếng này kia ông dùng, thời gian nó không có chờ ai cả. Thời gian là một cái thứ rất là nguy hiểm, nó chẳng những nó giết người giết mình mà nó giết luôn cả chính nó nữa. Quý vị có thấy thời gian là nó cũng trôi luôn chứ nó ở lại thôi, thành ra mình chờ không được nó. Thì cái cách là dẫn nó đi chùa nào gần đó để cho ông thầy ông sư ông kêu cái cách ông giảng. Cái thứ hai thì tìm mấy cái thép mà người ta đọc thâu những cái quyển sách mà tương đối mà basic chút, chẳng hạn như quyển Đức Phật và Phật pháp, hay là những cái quyển mà dạy những cái khác, chẳng hạn dạy gì giới dạy như vậy, mười phương pháp tạo phước này kêu dùng. Bây giờ là người ta thâu ra dĩa ra băng thiếu gì để đi tìm những cái đó để đưa cho ông đó để ông nghe gì đâu. Nhưng mà nhất nếu gần đó có cái chùa thì dẫn ông tới để nhiều nghe thép, xong rồi ông hiểu ông lại ông hỏi anh kia có người giải thích cho ông hiểu thì vậy thôi. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá, là con kính cảm ơn ngài rất là nhiều. Nhưng mà ngặt nổi là ở cái địa phương này đó toàn là chùa Bắc Tông không à sư, dạ không có tìm ra một cái ngôi chùa Nam truyền nào ở trên, thành ra như vậy thì chính như vậy thì chắc là nếu có muốn giúp đỡ thì có thâu vô băng đĩa rồi đưa cho cái người đó nghe thì chắc là được, chứ còn chùa
Nam Tông thì ở địa phương này không có ngôi chùa Nam Tông nào hết. Dạ bạch ngài, dạ thôi thì con cũng kính cảm ơn ngài rất nhiều, dạ con sẽ làm theo lời ngài chỉ dẫn, dạ con kính trả máy lại cho đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt ca trong rung là kính tri ân về cái lời dạy của sư và gửi lời cảm ơn chị Meta đã nêu câu hỏi. Dạ, xin mời những anh chị đạo hữu khác. Dạ, xin mời những anh chị đạo khác nêu những cái vấn đề và các cái câu hỏi. Dạ nghe nhỏ hả thưa sư? Dạ, xin mời, không biết là nghe lại âm thanh có được rõ không là thưa sư? Dạ. Dạ xin mời các anh chị đạo hữu khác à. Dạ xin mời các anh chị đạo hữu khác. Dạ con cảm ơn sư ạ. À, xin mời các anh chị đạo hữu khác. Là chúng tôi dừng lại để đợi các anh chị gõ các cái câu hỏi lên đó. Dạ, thưa sư, là con có tìm được một cái đoạn kinh đó thưa sư, con có tìm được một cái đoạn kinh mà dạy định nghĩa về cái chữ không, về cái chữ mà sunyata đó thưa sư. Thì con xin gửi lên đây là để con xin cái ý kiến của sư về cái đoạn kinh này. Tất nhiên là thưa sư là tại vì cái khả năng về đọc mà chú giải đi của con nó không có được tốt đó thưa sư, cho nên là cái con có đọc con cũng không có thể nào hiểu hết, cho nên là con mới mang những cái đoạn kinh đó lên để mà xin ý kiến chỉ dạy của sư. Thì tức là tất trước khi mà con hỏi thì con đều có tham khảo và tìm hiểu trước rồi con mới hỏi. Cho nên xin sư từ bi chỉ dạy. Dạ, thì con tìm được một cái đoạn kinh, thì cái đoạn kinh này nói dạy dạy về cái chữ không đó thưa sư, dạy về cái chữ không. Sunyoloko tức là cái thế giới này là rỗng không, cái thế giới này là rỗng không. Bạch Thế Tôn, Kitavatanukho Phante Sunyoloko Tí Uchá Tí, bạch Thế Tôn á, thì như vậy là được nói tới là như thế nào á, là cái thế giới này nó là rỗng không. Thì ở đây câu trả lời là này Ananda nè, là cái này Ananda nè, cái thế giới mà không có tự ngã nè, Sunyang Atenawa Atta Niyenawa, là không có những cái mà thuộc về ngã sở. Như vậy gọi là cái thế giới nó rỗng không. Như vậy thì cái đoạn kinh này có phải là đã dạy rất là rõ về cái chữ mà sunya, như vậy là rỗng không ở đây có nghĩa là rỗng không cái tự ngã và rỗng không cái mà thuộc về tự ngã, thường gọi là ngã sở, có phải như vậy hay không sư sư? Ở đây đều rất là rõ là sunyang atenawa atta niyenawa, là không có những cái mà thuộc về ngã. Và con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy thêm về cái vấn đề về cái chữ là sunyata. Nam mô Bố Thầy gia kênh Bạch Chư Tôn hàng giả kính thưa chú gì. Cái này là phải chờ để chúng tôi về chúng tôi lục trong chú giải chúng tôi coi, chứ còn nếu mà nói trực tiếp thì chúng tôi không có xua. Nhưng mà nói cho biết trước là chúng tôi lục thì nó cũng hơi chậm, tại vì lúc này chúng tôi xài nó con mắt thôi thành ra nó không có nhanh được. Bởi vì những cái này đó, nó thật sự ra mình đọc mình hiểu theo cái nghĩa thông thường tiếng Việt như vậy đó, nó rất là nguy hiểm. Thành ra phải cần có cái sự giải thích của chú giải đàng hoàng, chứ còn nói nếu mà nói không không thì chúng tôi không có dám nói. Bởi vì lý do là lời dạy của Đức Phật không phải là chuyện giỡn giống như mình nghĩ đâu, nó rất là nguy hiểm chứ nó không có ấy được. Thành ra huynh chờ chúng tôi thầm một thời gian ngắn ngắn, có thể một tuần, hy vọng là ấy được, thì chúng tôi sẽ tìm, khi nào tìm được chúng tôi sẽ trả lời cho huynh. Nam mô Bích Thà giá.
Nam mô Bụt Thà. Dạ, dạ con kính cảm ơn sư, kính tri ân sư vậy. Tại vì con đọc ở trong cái bài kinh tiểu không và cái bài kinh đại không thì không có hiểu lắm đó sư. Có chỉ có hai cái bài kinh đó là Bàn Đa Ta. Thì con thấy trong một cái bài kinh này đó là kinh trống không thôi sư. Kinh này là S454 là kinh trống không. À, bài kinh này là con xin gửi cái ghi chú luôn. À, bài kinh trống không ở trong là tương ưng sáu xứ thật sự. Dạ, thì có tình cờ là có một cái đoạn mà dạy nói chung là cũng tương đối là rõ về cái chữ trống không này. À, là sunyang atenawa ataniyenawa, không có ngã và không có ngã sở, và như vậy thế giới này gọi là rỗng không hay là sunyata. Dạ con kính tri ân sư. Dạ để kỳ sau mình nếu mà sư tra được thì xin sư là chỉ dạy rõ hơn về cái vấn đề này. Vậy thì xin mời những anh chị khác xin mời những anh chị khác nêu các cái vấn đề. Dạ, xin gửi cái mic cho chị Hạnh Kiểm đặt cái câu hỏi trực tiếp tới sư. Lúc nãy chúng tôi thấy chị Hạnh Kiểm có giơ tay lên á. À, không biết là chị có còn ở trước máy không? À, mời chị. Rồi, gửi mic lại cho chị. Vậy là chắc bị rớt mic rồi ha. À, chắc là chị Hạnh Kiểm bị rớt mic rồi. Là xin mời mọi người khác ạ. À, trong khi chờ chị vào lại. Rồi tôi gửi mic lại cho chị. Con vô mà con vuốt lên thì nó không lên. Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, và con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, con kính đảnh lễ sư, và con xin kính chào quý đạo hữu trong chàng. Dạ thưa sư, con có một cái vấn đề mà con suy nghĩ mà con chưa có không hiểu, là con suy nghĩ chưa có được. Dạ thưa sư, dạ con kính sư giảng dạy cho con cái phần này. Đó là thưa sư, như là hai người cùng nhìn với một cảnh đó, là hai con mắt của hai người xúc với một cái cảnh đó, thì thưa sư con chưa có hiểu ở cái chỗ mà hai người nhìn một cái cảnh đó như vậy, thì cái nhãn căn là cái thần kinh nhãn, cái cảnh sát đó đó thưa sư, thì hai cái đó của hai người đó có giống với nhau không thưa sư? À, rồi cái nhận thức của hai người đó, hoặc là hay là cái nhĩ nhĩ thức của hai người đó, ví dụ như nghe một quá cùng nghe một cái âm thanh đó, có giống với nhau không thưa sư? Hay là khác nhau, mà khác ở trong cái thời điểm nào, cái giai đoạn nào á thưa sư? Dạ thưa sư giảng cho con cái phần này cho con rõ thêm ạ. À, dạ con kính dâng mất kính cho sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu mà nó nói nó giống nhau thì nó chỉ giống nhau có một lộ trình tâm đầu tiên khi hai cái vật đó xúc nhau trong cái sắc thần kinh của cái vị đó thôi. Còn sự về sau đó thì nó lại khác nhau rất là xa. Thì theo cơ sở học vấn cái căn bản của người đó như thế nào, người đó có học hợp pháp hay không, người đó có học những cái gì mà liên quan tới một số vấn đề khác hay không, thì làm sao nó giống nhau được. Cùng một âm thanh
Nhưng mà khi nó vô lỗ tai người này thì người này có thể là giữ được cái sự bình tĩnh, người khác chưa chắc. Nên không thể nào mà giống nhau được. Ngay cả mình học với nhau cùng một lớp mà học đậu từ bắt đầu học mẫu giáo lên tới tu tài đi học giống nhau thì cũng vậy. Nhưng mà khi mà đừng có nói vậy mà đi ra ngoài mà để kiếm việc làm đó, khi mà cái ông manager mà ông hỏi đó, trả lời mỗi người mỗi cách chứ không thể nào giống nhau được cả, bởi vì cái background họ không thể không giống nhau. Cái thứ hai, cái sự cảm nhận của họ đó nó dựa vào một số cái điều kiện của phiền não chính cá nhân người đó, thành nó làm cho cái sự diễn tiến của tất cả những cái vật mà nó phát sinh sau cái lộ đầu tiên đó, nó là khác nhau rất là xa, chứ không thể nào giống nhau được đó. Ví dụ như bây giờ mình nói cái sở thích của mình là thích ăn cay, sở thích người kia ăn cay không được, cùng một tô canh vậy thì người này ăn nó khác, người kia ăn nó khác, sao nó giống nhau được? Là nó dựa sang một số cái điều kiện cho nó cái nó không thể giống nhau được. Ngay cả nếu mà nó giống nhau thì cha mẹ sinh ra con thì cho con nó không giống cha mẹ, phải không? Bởi vì cái tiền nghiệp nó lại khác, thứ hai cái cách sinh hoạt, cái cách đụng chạm xã hội nó khác, cái cách thu nhận những cái việc xung quanh nó khác, thì cái hậu quả nó phải khác chứ sao nó giống nhau được. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ tại vì con thấy con cái việc này mà con mới suy nghĩ. À cũng như là có hai đứa bé, một đứa nó bị đứt tay. Nó khóc hoài, nó khóc tới mà nó hết đau nó mới đến thì nó khóc nữa ngày luôn. Còn một đứa thì nó tỉnh bơ, nó không khóc. Mình nói là cái thằng này, bé này nó lì quá trời luôn. Con thấy như vậy thì con mới dạ thưa sư, con thưa cho con hỏi thêm một câu nữa là khi mà mình xúc với cái cảnh như vậy thì bao nhiêu chuyện nó sanh lên, mình thấy được bao nhiêu việc nó sanh lên theo tiếp theo đó. Nhưng mà lại là có một cái câu đó làm con nghe nói là thấy chỉ biết thấy, người nghe chỉ biết nghe, phải dừng lại đó. Thường vậy thưa sư, thì bao nhiêu chuyện nó sanh lên nhớ, mà sao mình chỉ là làm sao mà để tới ở cái chỗ mà thấy chỉ biết thấy thôi rồi dừng lại đó thưa sư. Và cái câu này thì phải phải hiểu là thực hành như thế nào để thấy là chỉ biết thấy dừng lại đó thôi thưa sư. Dạ con xin dâng mến lời cho sư giảng dạy cho con hiểu rõ cái câu này á thưa sư. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, thấy chỉ biết là thấy, người ta nói cho những cái người giống như ngài Sở Ly Bồ Tát, ngài Bốc La Ná, chứ còn mình là trụ thời trụ dỗm đừng bao giờ hy vọng với cái chuyện đó cả. Nhớ chuyện đó, mình muốn được cái trường hợp đó mình phải tu tập bao nhiêu năm chứ không phải dễ đâu. Tu tập cho tới khi cái phản ứng của cái tâm mình nó đối với cái việc gì đó nó phải có cái giới hạn, còn thường thường nó mình không có cái giới hạn. Cái người mà thực hành cái niệm nó mạnh đó, thì có thể thấy thì biết là thấy, nhưng mà thường thường mình thấy mình không biết là thấy tại cái tưởng của mình nó mạnh hơn. Mà khi cái tưởng của mình nó mạnh thì nó vẽ đủ thứ chuyện, chứ lỡ ở nó không đâu mà nó đứng là cái chỗ kia ta thấy chỉ biết là thấy. Nên nó muốn được cái đó là phải tu tập có bao nhiêu năm chứ đâu phải dễ đâu. Tu tập để cái định nó mạnh thì nó có thể nó ngăn cái hoạt động của những cái pháp đi chung với nó, là nó nằm trong cái chỗ đó ngăn. Cũng như cái người mà hành thiền đó, cái niệm mà nó mạnh với cái những cái chi thiền mà nó mạnh thì nó ở trong một đối tượng thì lúc đó là nó không có bị cái hoạt động của tưởng nó chi phối. Còn mình không học không tập gì hết thì cái hoạt động cái tưởng nó chi phối là cái chắc. Nó phải học học liên hệ tới những cái thực tinh pháp, những cái chế định pháp, rồi mình hạ thủ công phu số cái điều kiện để cho phù hợp cho cái sự quan sát mình đối với tất cả mọi đối tượng thì sau này mình mới làm được cái chuyện đó. Còn nếu không đừng hy vọng. Nam mô Bố Thầy á. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con hiểu rồi ạ. Dạ, tại vì tiếp xúc với các vị mà ở bên Bán Tông á, các vị nói mà không
như giống như sư nói mà không học á, mà nghe người ta nói không không biết đường mò. Khi mà con nghe nói vậy con thấy nói làm sao mà mình làm được cái việc này, mà làm sao mà tại vì con có học rồi con mới thấy là khi mà mình tiếp xúc mà bao nhiêu việc nó sanh lên như vậy mà mình không thấy được mấy cái việc đó làm sao mà dạ vậy con hiểu rồi thưa sư. Dạ con xin cảm ơn sư rất là nhiều. Dạ con xin trả mít lời cho đạo tràng ạ. Dạ cảm ơn chị Hạnh Kiểm. Dạ con xin đọc cái câu hỏi của nít là chiếc lá mùa xuân nè. Là thưa sư, vì sao chư tăng nhận cúng dường của thí chủ thì làm tăng đức tin? Là xin sư giải thích dùm cho con. Đó là câu hỏi của chị chiếc lá mùa xuân. Con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bố Thầy Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chú vị, không biết cái người này họ viết cái chữ cái thuật là ngôn ngữ gì, vì sao chư tăng nhận cúng dường của thí chủ làm tăng đức tin? Ai tăng cái đức tin đó của ai? Không lẽ ông sư nhận được cúng dường rồi ông tăng đức tin đối với thí chủ à? Cầm mít giải thích đàng hoàng đi, rồi sư trả lời cho. Nam mô Bố Thầy. Dạ mời chị chiếc lá mùa xuân giơ tay cầm mic để giải thích câu hỏi. Con nghĩ là tăng đức tin của Phật tử, của người cúng dường và chữ và rồi xin gửi mic cho chị chiếc lá mùa xuân nha. Dạ Nam mô Bố Đà, dạ Nam mô Tam Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Chí Đức, con xin đảnh lễ sư Lữ Tông. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thì con cũng nghe là chư tăng mà nhận cúng dường của người cúng dường sư thì sẽ làm tăng đức tin của người cúng dường, cho nên con chưa có rõ cái này lắm nên sư giải thích giúp con. Dạ con xin dâng mic cho sư. Nam mô Bố Thầy. Dạ kính bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa gì, cái đó là tùy theo. Thường thường đó là người ta dâng cúng cho Chư Tăng tại vì lý do là Chư Tăng là người có giới, người biết giáo pháp, tu hành theo lời dạy của Đức Bổn Sư, thì người ta tăng đức tin vì những cái điều kiện đó, chứ không phải người ta cúng dường cho ông sư rồi cái người ta tăng đức tin. Không phải. Nhiều người cúng dường nhưng mà cái cách nhận của ông sư nhiều khi không làm người ta phát sanh đức tin được đó. Chứ nó không phải dễ không? Thành ra cái chuyện đi nhận bát của ông sư nó rất là, nghĩa là có nhiều cái chuyện nó rất là vi tế, chứ nó không phải dễ giống như hồi nãy. Bởi vì cái người mà cúng dường trong sư đó nhiều khi không có nghĩ là mình mua cúng dường món này ông sư ông dùng được hay không, hay là ông có bị dị ứng cái gì không, không bao giờ nghĩ tới cái đó, mà nghĩ cái nhìn cái tướng ông sư đi từ xa lại, cách ôm bát là cái cách gì ông dùng đó. Thành ra nếu ông sư đó mà hơi bữa đó hơi lạng quạng chút đó là tự nhiên người ta làm sao tăng đức tin được. Nó đâu liên quan tới nhận cái việc cúng dường đâu, nó chỉ liên quan tới cái tư thế hoặc cái tư cách của ông sư đang nhận cái món đó thì mới làm tăng đức tin cho cư sĩ được. Nó có nhiều khi đó có thể ông sư ông có những cái tiền nhân tật, thành ra cái cách nhận của ông đó, nó không có nghĩa là smooth giống như là mấy ông sư khác. Người ta thấy một vài lần sau là người ta ngó lơ ông sư đó liền. Chúng tôi để nhiều người chúng tôi biết vậy đó. Thành ra không phải chuyện cúng dường tăng đức tin, mà cái tư cách nhận mừng cái đồ và cúng dường của thí chủ đó làm cho thí chủ tăng đức tin. Mà nhớ chuyện đó. Đó là lý do tại sao mà đó người ta vô chùa người ta nghe ông sư nào mà giảng pháp mà phù hợp với cái điều kiện mà của người ta thích nghe những pháp Đức Phật vậy đó,
Thì ông sư đó đi từ mình bao giờ cũng được dân chúng cúng dường cái thứ thiệt không à, thứ ngon lành đâu, chứ không phải có gì cũng nấy đâu, anh nhớ chuyện đó ha. Thành ra cái điều kiện ông sư làm cho Phật tử có cúng dường đăng đức tin, chứ không phải là cái nhận vật, cái vật thật cúng dường cho ông sư, rồi ông sư nhận cái đó là mình tăng bên học học không có gì bảo đảm nó đúng hết đó, nhớ chuyện đó. Đó. Nghĩa là cái tư cách, cái điều kiện là cái môi trường mà ông sư ông nhận cái món cúng dường như thế nào, rồi cái trường hợp mình tới chùa mình nghe một số cái tiếng tâm tốn về ổng, cái thứ hai ông thuyết pháp giảng đạo rất là đúng chuẩn mực, thì cái đó làm cho Phật tử, đó là cái nhân để làm cho tin của Phật tử tăng, chứ không phải là mình cúng dường cái món đó là không không có, nghĩa là không có cái vụ đó. Anh hiểu cho đúng nhờ như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con xin tri ân sư. Tại vì con thấy cái này cũng là cái hiểu lầm của nhiều người học pháp đó sư. Rồi có khi cho nên đó là có khi họ hiểu lầm đó là dâng tiền cho sư đó thì làm cho người Phật tử tăng đức tin. Bởi vì con thấy nó cũng khó hiểu tại sao lại dâng tiền mà lại làm tăng đức tin, cho nên con cũng muốn hỏi sư cho rõ. Dạ con xin tri ân sư. Dạ, con xin thay mặt trong rừng mà kính tri ân về lời dạy của sư ạ. Dạ, xin cảm ơn chị Chiếc Lá Mùa Xuân. Dạ, xin mời các anh chị khác. Dạ, chúng tôi dừng lại chờ các cái câu hỏi từ các anh chị gõ lên nha. Dạ, con kính mời sư dùng nước ạ. Rồi, tôi xin gửi cái mic lại cho nick là Pháp Nguồn Lào Cai đặt câu hỏi tới sư. Dạ, cảm ơn hình sư học thật pháp. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ. Thưa sư, cho con xin phép được có câu hỏi ạ. Bởi vì là con nghe thì có nhiều vị giảng rằng là không nên tin vào một vị thầy nào đó. Không nên tin tuyệt đối vào một vị thầy nào, vì đôi khi là vị ý có thể giảng sai, giảng lệch đi, mà mình không biết suy tư pháp thì mình sẽ dễ bị đi theo những cái tà kiến của vị đó. Nhưng mà con đọc ở trong kinh Tâm Hung Vu thì lại có cái câu là mình phải tin tuyệt đối vào cái bậc đạo sư chỉ dạy cho mình. Thì thưa thưa sư, con thấy hai cái này nó hơi mâu thuẫn với nhau. Nếu như mà mình không tin vào vị thầy của mình á, thì mình học sẽ không không được 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 tốt, không được chú tâm nhiều. Còn nếu mà mình tin tuyệt đối á, thì đôi khi mình lại bị cái tình tình á, nó che lấp đi, như là mình tin tuyệt đối thì đôi khi mình sẽ không không có sự chú ý khi mà vị chỉ dạy sai cho mình, mà mình cứ đi theo thì cũng không được tốt. Thì cho nên con xin sư chỉ dạy cho con là có phải là bậc đạo sư ở trong kinh Tâm Hoang Vu này là Đức Phật thôi không, chứ không phải là một vị thầy dạy mình. Con hiểu như vậy có đúng hay không ạ? Con xin kính dâng mic đến sư, mong sư chỉ dạy thêm cho con là nghĩ như thế nào cho đúng ạ. Dạ, con xin phép dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, cái người Phật tử đó cần sinh nam nữ là phải có căn bản gì Phật pháp mà nó biết được cái gì đâu.
là nói đúng theo kinh điển giáo pháp của lời Đức Phật. À, ngay cả Đức Phật cũng dạy cho cận sinh nam và sinh nữ, nói chung là ngài dạy chẳng tới chúng đàng hoàng. À, khi nghe một lời từ cái vị nào đó, à, vị thiền sư, vị hay vị giảng sư nào đó, thì nên đem cái điều mình nghe đó so sánh với pháp và so sánh với luật, xem có phù hợp với pháp với luật hay không rồi mới nên tin. Chứ không có chỗ nào mà dạy mà mình nghe gì đó là thầy của mình là mình tin, không có. Vẫn phải quán xét như thường. Rồi muốn tin đó là phải dựa vào luật và dựa vào pháp. Mà luật pháp á là lời dạy của Đức Bổn Sư. Đó. Thành ra luật với pháp đó, 84.000 pháp quẩn đó là bậc đạo sư của mình. Thành ra khi mình nghe cái người nào đó, mình phải có khả năng để mình đem cái đó để mình so sánh trong luật với trong pháp, cái đó nó có đi ngược lại hai cái điều đó hay không. Nếu mà nó đi ngược lại thì cái gì đó nói không có đúng đó. Thành ra cái chuyện mà nghe pháp để mình biết được cái đó thứ thiệt là dễ. Đấy, nhưng mà phải có cái căn bản, hoặc là nhất là mình phải có cái điều kiện để mình so sánh. Ví dụ như cái gì, thí dụ trong nhà mình có bộ tâm tạng mà mình có khả năng mình đọc được á, thì khi vị đó nói câu đó thì mình phải đem về lật ra coi cái đó. Bây giờ thì dễ rồi, nhờ ông Google ông tìm cũng dễ rồi, đánh cái điều đó ra thử coi xem trong cái nó dính vào cái những cái đó không. Mà nếu mà không có dính gì về tới luật, tới pháp của tức là lời dạy Đức Phật ấy, thì cái chuyện đó là mình không bao giờ được nên tin cả. Thành ra muốn thành ra đa số đó, mình muốn làm cái gì mà cho nó đúng đắn đó, là mình phải học tới những cái chùa nào có lớp có dạy có giảng sư đàng hoàng đó mình học. Bởi vì những cái vị đó dạy thì chắc chắn họ không thể không lấy từ cái đầu của họ ra họ dạy, mà dựa vào luật, dựa vào pháp với vào luật cái được giảng giải trong bộ Tam Tạng được truyền lại của Đức Thế Tôn á, thì mình so sánh học những cái đó thì không bao giờ mình sợ lạc sợ ấy gì đó. Còn nếu mình không có khả năng đó thì phải coi chừng, nghe xong rồi đi phải đi tìm vị khác hỏi thử vị là thứ thiệt á, chứ còn mình hỏi cái gì không phải thứ thiệt rồi. Ông cứ nghe ông kia nổi tiếng là ông cứ khen là mình, cái người lộ vốn là mình, đúng không? Chứ không có gì đó. Mấy cái nước mà theo Phật giáo truyền thống á, như Thái Lan, Miến Điện đó, là cư sĩ cũng phải học Phật pháp chứ không phải là không học. Nghĩa là khi mà mình vô mình xin làm cư sĩ đó, tức là làm cận sinh nam cận sinh nữ đó, upasika đó, thì phải học đàng hoàng chứ không phải là khi không vô đó giống như bên mình vô cái ông sư ông đọc cái gì gì cái ông cho cái bằng cái là mình đó là mình đã quy rồi mình thành cận sinh nam cận sinh nữ đó. chuyện giỡn chơi không, phải học đàng hoàng, dạy cho người cư sĩ học đàng hoàng chứ không phải. Mà ông sư ở đó là ông sư dạy mấy ông giả sư không tốt, ông dạy đàng hoàng, nghĩa là chùa nào mà tổ chức đúng mức đều có những cái lớp dạy cho cận sinh nam sinh nữ giả đó, dạy để cho mình hiểu. Còn bây giờ đó mình muốn biết phần sự của mình như thế nào đó thì mình lên trên net mình nhờ ông Google tìm cho bài cái quyển cư sĩ giới pháp của ngài Trường Đạo Giác Giới ngài viết đó, để biết là mình có phải là cận sinh nam hoặc sinh nữ chưa, chứ đừng có nói gì đó chứ đừng có tưởng mà vô cái thầy ông cho quy cái ông cho luôn cái bằng nữa cái là mình là ngon lành, nó phải nó nhớ gì đó. Có bao nhiêu điều kiện thì ngài Trưởng Lão Giới ngài đã ghi trong quyển cư sĩ giới pháp, quý vị coi trong cái đó là quý vị biết quý vị cỡ nào. Chứ đừng bao giờ nghe rồi tin này nọ rồi mai mốt rồi nói này nó nọ, không có, tại mình tin mình ráng mình chịu. Bởi vậy không phải trở thành cái người trong cái giáo pháp này, nó dễ, nó rất là khó, không phải dễ. Còn đó là cận sinh nam phụ nữ, chứ còn ông sư là phải vô học liên tục trong gần 5 năm không có được rời thầy tế độ đó, chứ đâu phải dễ đâu. Học để có cái căn bản sẵn sàng để cho mình
có trở thành pháp sư về sau mình cũng không nói sai lời của Đức Phật đó. Mà mình về giải thích nó thích hợp cả luật và cả pháp nữa đó. Nên nó có nhiều cái chuyện lắm chứ không ấy, mình làm đàng hoàng vậy thì không có cái chi mà mình lọt vào cái hố mà mình để mình sợ cả. Nó còn ngoài ra mình không đi đúng đúng mức đúng đường vậy là mình tiêu. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, sa thú sa thú, con kính tri ân ngài ạ. Dạ thưa ngài, theo con thì con cũng được học một chút nên con cũng hiểu, nhưng mà ví dụ như mình đến với vị đó thì chưa gì vị đã nói rằng là học ít thôi, không có mà nó bị sở chi chướng đó, thì theo con hiểu thì là học giáo lý thì là những cái lời của Đức Phật dạy, những kinh điển thì mục đích là thao gỡ những cái sự dính mắc trói buộc là chính, chứ sao mà có thể là sở chi chướng được. Thế nhưng mà thấy vị cứ nói như vậy để mà mục đích là như kiểu mình không cần phải học nhiều thì con cũng rất là suy nghĩ về cái vấn đề này. Con cũng định nói để cho vị hiểu rằng là như là những cái vị thiền sư giỏi bên Miến, hay là những vị Tam Tạng, hay là tất cả những cái như ngài Mahasi vân vân, những vị đó thì toàn là những vị cũng là học rất là giỏi, học rất là nhiều chứ đâu phải là không học đâu. Nhưng mà con cũng định nói và giải thích như vậy, nhưng mà con sợ là con nếu mà con nói ra thì sẽ bị phạm luật đấy thưa sư, như là ví dụ như là cô tu nữ thì cũng không được phép nói chuyện hay là nói lại để cho vị chư tăng á. Cho nên là mình là cư sĩ cũng không được phép được nói á. Thật sự nói ở đây là sự chia sẻ thôi, chứ không phải là mình giáo huấn hay là mình dạy gì linh tinh hay là mình ngã mạn gì ở đây, mà là con muốn chia sẻ để cho vị hiểu. Nếu mà con chia sẻ thì có bị phạm luật không thưa sư, cho con được dâng mấy tên sư ạ. Nam mô Bố Tha Giá Kính Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, nếu mình nói chuyện với người ta mà mình chia sẻ đó, cái điều mà mình cảm thấy có thể là cái đó nói không chính xác đó, thì không có gì phạm, không có gì lỗi phải hết đó. Anh nhớ chuyện đó. Nhưng mà khi không mình nghe hay là mình không biết gì đó, cái tới gặp gì đó các mình nói những cái điều đó thì không có được đó. Mình được quyền chia sẻ, được quyền có ý kiến với điều kiện là cái gì đó đang nói với mình một số chuyện, thì mình thấy cái chuyện nào có thể là nó chính xác thì tôi không chính xác mình có thể có ý kiến được chứ không đó. Nhưng mà mình phải trực tiếp cái chuyện đó chứ không phải là mình nghe người ta nói bữa nào có dịp đó mình làm ổng không, cái đó thì không nên. Mình làm gì nó phải đúng chuyện chứ mình gì chuyện cũng không có nên, đúng chuyện thôi. Chứ nó thật sự ra ông sư nào cũng vậy chứ, dù ẩn ổng có giỏi cái nào đi nữa nhưng mà nghe ổng nói chuyện với người cư sĩ Phật tử mà lỡ họ có cho một số ý kiến thì nếu ông thấy phải ông vẫn chấp nhận, mà không phải thì ông nói là cái chỗ này phải hay không phải, chỗ kia phải như thế nào chứ đâu phải là đụng tới ông là không được đó. Cái gì cũng được đó, nhưng mà phải có nhân quả đàng hoàng để nói cho đúng thời đúng lúc. Còn nếu không có nhân quả, không nói đúng thời đúng lúc thì người ta có không nói gì, người ta cũng làm như người ta nghe, nhưng mà thật sự người ta không có để vô lỗ tai người ta đâu. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thứ con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con đã hiểu rồi ạ. Dạ, kính dâng mít đến huynh từ học Phật pháp ạ. Dạ, con thay mặt trong rất kính tri ân về lời dạy của sư và cảm ơn chị Pháp Nguồn Lào Cai. Chúng tôi gửi mít lại cho chị Hà lên mít rồi đặt câu hỏi trực tiếp đến với sư. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Dạ, con kính lãnh lễ ngài Chư Đức, ngài Lưu Tâm, Chư Tôn Đức Tăng, kính lại các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con không biết âm thanh con có nghe rõ. Dạ. Dạ, thưa ngài, hồi 2 tuần trước con có hỏi về một cái vị tỳ kheo thì họ
được sự cúng dường bằng tiền của một vị Phật tử, thì ngài nói là họ phải xả ly. Thì con có thắc mắc xả ly ở đây là được cái thời gian là bao lâu họ có được quyền giữ cái sở hữu cái vật đó, hoặc cái số tiền đó trong bao thời gian bao lâu thì phải xả ly cái đó. Thì con có, tại hôm nọ cái mic của con nó cũng không nghe rõ nên con không có hỏi rõ, thì dạ con kính trao mic lại cho ngài nhận dạ. Nam mô của thầy gia kính bạch cho tôi hàng giả kính thưa chú gì đúng lực là phải đem đi dục liền cháu. Chứ còn mình giữ là gì, ngày nào phạm thêm giới ngày đó chứ có ai đâu. Quý vị nên nhớ quý vị tới với chư tăng, một trong tứ vật dụng bây giờ đó mình không biết chư tăng nó gì, quỳnh mình có thể dùng tịnh tài để mình thế cái vật đó được, nhưng mà phải biết cách. Chúng ta nói rồi, chứ còn dâng tiền cho ông sư nghĩa là Đức Phật không có cấm ông sư có tiền, nên nhớ chuyện đó. Nhưng mà ông sư dính mắc vô tiền đó thì phạm. Thành ra thường thường đó là nó có bên Thái Mân Điện nó có cặp giá đó, là vậy đó, là người đã giữ hết mấy cái gì mà chưa tăng đụng vô có thể phạm giới được, họ giữ. Nhưng mà họ giữ đàng hoàng, chứ không phải là có chuyện là ông ấy. Thành ra còn mình không biết, mình đưa thí dụ nghĩa là ông sư mà lỡ ông nguyện ông không có giữ tiền mà đưa vậy là ông phải đem đi bỏ tiền, chứ ông không thể nào chờ được đó. Ông đem đi bỏ rồi ông xin sám hối liền. Chúng tôi khuyên quý vị đó, mình có muốn dâng tới vật dụng tới ông sư mà mình không biết đó, thì mình làm cái giấy để mình thỉnh cầu nó, để cho ông biết là với cái số tịnh tài cỡ đó, khi nào cần mua gì đó thì cho biết để mua, hay hoặc là gọi là mua rồi này kia đó, thì mình làm gì thì để cho ông sư ông trong sạch, nghĩa là ông có tiền mà mình thì thay cặp bị giá giữ dùng nha. Chứ chúng tôi không có nói là không có nên dân, mà phải biết cách dân. Tại vì thời bây giờ đó, nó ngoài nói chứ nhiều khi ông sư cũng cần cái đó, nhưng phải có tịnh tài mới có được, không có là không có được. Mà mình dân trực tiếp tịnh tài thì mình làm cho ông phạm giới. Thế nên mình phải biết cách né đi ấy. Mình nhớ đó, Đức Phật không cấm ông sư có tài sản, nhưng sư dính mắc vô tài sản đó thì phạm. Nghe Đức Phật không có cấm sư có tiền, nhưng mà đụng vô tiền thì nên thì nhớ chuyện đó, nhớ để khi biết cách làm để cho ông sư ông có tiền xài mà ông được trong sạch. Còn quý vị không biết cách gì mua tiền lợi cho quý vị đó, ông sư không có tiền xài mà ông vẫn phạm giới thì thôi, chứ như không nó ông xài thì sướng thiệt, nhưng mà cái sự phạm giới cũng làm cho ông đi xuống bốn đường ác đạo chừng. Nên nhớ chuyện đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ, thẳng con hỏi luôn thưa ngài, thí dụ như mình dâng vật ở cái số tiền đó cho một cái vị cấp vị giá đi, thì cái tình tài đó mình vẫn chưa gọi, thì con chỉ nghe giảng dạy là nó gọi là Na Quát Cầm Má Đa Na, thì cái tiền đó giống như là một cái nghiệp mới mà nếu được sử dụng. Thì khi mà mình dâng như vậy thì cái vị sư đó mà không sử dụng thì cái phước cũng chưa có, tại vì nó chưa được sử dụng, không thưa ngài? Hoặc là giả dụ như một cái vị cấp giá đó không phải là người chân thật, thì họ lấy cái số tiền đó đi, họ xài cho cá nhân của họ, thì coi như cái phước của mình cũng chỉ là cái tác ý ban đầu thôi, nhưng mà cũng chưa được, cũng không được cái phước gì. Chỉ có phước tác ý là dân như vậy. Con hiểu như vậy không biết là có đúng không? Con kính xin ngài giảng dạy thêm cho con hiểu. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, mình dân đúng cách là mình có phước rồi, còn ông sư đóng xài cách nào hay là ai chôm chĩa xài thì chuyện nó không quan trọng. Mình nói trong cách trực tiếp là khi ông sư ông được cái đó mà ông cần cái gì mà ông mua đó, tức là lợi ích phát sinh cho ông á, mình nói như vậy á thì
nó đúng theo cái phương diện mà từ đầu tới đuôi á, ha. Nghĩa là nếu mà nói theo tiếng Tây, tiếng Anh Lê mà chúng tôi nói này chắc là có lẽ là nó không chính xác rồi, nhưng mà quý vị có nghe cái tiếng mà sofa so good không? Có lẽ nghe là càng xa thì càng tốt á. Nhưng mà quý vị dịch đúng thì cái chuyện của quý vị, chúng tôi dịch không đúng đâu, nhưng mà đại khái đó mình nhớ chuyện đó, thấy không? Bởi vì khi mình cho rồi mà mình còn biết không, biết ông có xài không hay người khác cho ông chịu này kia đâu có được. Nếu mình cho vậy, cái tác ý của mình nó làm cho cái điều mình cho đó nó mất năng lực liền. Mình cho với cái hy vọng là ông dùng cái đồ cho của mình đó để ông có được cái điều kiện cho sự tu tập của ông hàng ngày. Như vậy thôi. Còn cái chuyện ai cho ma chỉ mất cái chuyện ấy chứ còn mình ở đó mình ngồi mình lo chi chuyện đó. Bởi vì mình mỗi lần lo vậy đó, những cái đó là nó là giống như mình tạo cái nghiệp mới, nó đi ngược lại cái điều mình đã làm. Nó không có lợi gì đó. Cho kể như là với cái ước nguyện là nó phát sinh lợi ích cho tới cái người mà mình dâng cái này. Còn ai cho ông chỉa cái chuyện quả của mình, nhớ chuyện đó, quả của ông là không biết cái nào ông có cho ông chỉa không, mà giờ mình dâng cho ông bị ngắt cho ông. Nó đừng có nghĩ xa xôi, mình với cái ước nguyện là ông được những cái một số cái điều kiện mà ông cần thiết là có để ông xài trong cái việc tu hành của ông vậy thôi, chứ còn mình suy nghĩ gì cho có mệt vậy. Lan ra ngoài là trong lúc suy nghĩ hảo chừng chẳng thấy cái mặt cặp giá này của bộ chắc nó chôn của ổng, cái tư tưởng mình nó xấu xấu xa chi vậy, phải không? Nên khi làm việc những việc thiện rồi nên cố gắng giữ cho cái tâm mình ở trong sạch, đừng bận đừng bao giờ question đoán mò đó. Nam mô với thầy á. Dạ, sa thú, dạ con kính tri hằng ngày. Dạ thật sự ra không phải là con nghĩ nên đây là sự đàm luận giữa bạn đạo với nhau, thì mọi người thắc mắc là nếu mà số tịch tài đó nó không được sử dụng đúng lúc đó, thì cái phước của cái người dân nó có được trọn vẹn hay không, thì đó là cái sự thắc mắc của các bạn đạo. Con cũng sẽ trình bày lại. Dạ. Dạ, ngài cho con hỏi thêm một câu nữa. Dạ, thí dụ như trong cái giới luật đó, thưa ngài, thì một vị tỳ kheo chỉ có gìn giữ tâm một bộ xét là tam y, thì con có thắc mắc giống như con thấy giống như ở những cái xứ lạnh đó, thì những vị tỳ kheo phải mặc những cái áo ở bên trong, hoặc là ngay cả những cái xứ lạnh là phải mang giày, mang vớ, đội nón. Nắng thì mua dù che, rồi những cái áo ấm phải bận bên ngoài, rồi thời nay thì có những như là under shirt, under wear, thì như vậy thì rồi có những vị cũng xách túi, rồi con thấy như vậy thì có đúng giới luật của trong giới luật là chỉ có tam y bình bát không thưa ngài? Dạ con kính trao bích lại cho ngài giảng dạy, nhưng mà con cũng có nghe những vị nói là tùy theo cái trú xứ thì có thể những cái giới luật nó cũng được chấp chế một chút xíu, thì con chưa có hiểu cái vấn đề này. Dạ con kính trao mic lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, này dạ kính thưa cho quý vị, tam y là cái đó là cái căn bản mà Đức Phật đặt cho ông sư. Sau này đó là có một số cái chuyện mà nó xảy ra thì ngài cho thêm những cái y nương tức là nó phụ đó, nhưng mà ông sư tứ thiệt đó, thì ông có cách của ông vẫn giữ tam y, nhưng mà thay vì cái y tăng và lê tức là cái y ở ngoài để mình đắp ngủ đó, của người ta bị trung tình hai lớp, ông chơi bốn lớp, còn cái y nội đi mặc bình thường người ta một lớp cũng làm hai lớp, bởi vì những ông sư ở xứ lạnh làm cái đó được nó gì phạm đó, không
Thế còn mà mình làm nhiều y là ông sư bây giờ thì ông sư cũng có chỗ ở đàng hoàng rồi, mà thấy chứ còn ông sư xưa rồi đây mai đó mà ở đó mà năm ba bộ y là đủ chết, nó đâu có dễ đâu, đâu có dễ mang theo. Thành nó mình dân cho ông sư đó, nếu mà mình biết cách mình biết mà ở nơi nào đó, ví dụ như cái ông ở xứ nóng thì mình dân những cái loại mà nó thông thường thôi được. Còn nếu ở xứ lạnh á thì mình dân y loại double, mà loại ví dụ như mà giải tốt, giải nó sẽ nó ngăn được cho ông. Chứ còn mà nhiều khi mà ông sư mà ông giữ đúng mức á, ông chết trước khi mà ông được thỏa mãn cái chuyện đó. Giống như một vài người đó họ kể chúng tôi nghe hồi chúng tôi ở bên Thái là cái đám của ngài Lũng Bù Sa đó, lúc đi quan lê nó lạnh vậy đó mà vẫn đi trị bệnh chân đất này kia ông sùng, rồi sau này cẳng hư nhiều nhiều người bị sưng phổi đó, phổi đó, lạnh kia ông sùng rất là nguy hiểm chứ không phải không? Nên nếu mà mình giữ thì cũng được chứ không phải không, nhưng mà nó nguy hiểm cho mình và nó làm cho người khác cũng rất là bức xúc. Nên mình có nhiều cách mình lại tạo chứ làm sao mình muốn giữ vậy thì mình phải có cách chứ. Đó. Quý vị thấy mấy ông mà ông mang cái túi để ông đi ông ở rừng đó, cái ông bảo đảm như cỡ mấy cô là bưng không vậy chừng chừng giống như giống như tấm thảm vậy hả, thì đâu có ấy được, phải đứng với trò trùm trùm mới được, trùm ngủ đó, ngồi coi vậy đó trùm nó vẫn ấm vậy được. Còn mấy vị mà ở cái xứ nóng hay là xứ bình thường thì cái thường được rồi, mũ lốp được rồi, chứ cần không cần tới bốn lốp, là tùy theo điều kiện đó thì ông sư ông cách này cách nọ cũng đều sống được chứ không phải không đó. Nhưng mà nó cực khổ ở cái xứ mà nó không phải thời, nó cực khổ lắm, mà muốn sống được như vậy không phải dễ đâu quý vị. Quý vị nên nhớ cái chuyện đó. Thứ nhất là cái mùa tuyết này, mà ví dụ như ở London hay là ở mấy cái xứ mà lạnh chút à, khỏi đi tìm, nếu Phật tử không đem tới chùa dân là đói, đi gì nổi, tiếc vậy đi gì nổi à, nhớ chuyện đó. Nhưng mà vẫn có nhiều gì ta vẫn cố gắng để giữ tới đâu hay tới đó. Nhưng mà mình đừng có quan hô mấy ông, quan hô với ông tưởng mấy ông con không làm tới mà ông mệt, ông mô cái thai giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, con vẫn mất công hơi lâu, con nghĩ chắc nhiều vị con muốn cần. Dạ, con kính trao mất lại cho đạo tràng. Dạ. Dạ, con trình thay mặt ở trong rừng và kính tri ân về cái lời dạy của sư ạ. Dạ, xin mời các anh chị khác ha. Xin mời các anh chị khác nêu các cái câu hỏi lên. À, chúng tôi dừng lại để cho các anh chị chờ các anh chị gõ lên á. À, có ai có câu hỏi xin gõ lên lại. À, nếu mà ai gõ mà tôi chưa đọc đó, xin gõ lên lại. À đây à, dạ thưa sư, mình làm cho một cái vị sư bị phạm giới á, thì mình có tội không ạ? Dạ con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hàng. Dạ kính thưa cho quý vị, mình làm mà mình có biết cái chuyện đó đúng này không đúng này không? Ví dụ như mình thấy mà ông sư đó ghét mình làm trong phạm giới thì mình tạo nghiệp ác, chứ đừng nói tội gì cho mệt, mình tạo nghiệp ác. Còn mình không biết thì có thể là mình cũng tạo nghiệp ác chứ không, điều nó nhẹ. Còn ông sư thì ông tự biết đấy, ông biết có những cái gì ông nhận được, có những cái gì ông tìm cách ông nhận bằng cách khác để cho ông được trong sạch chứ không có gì đó. Cái gì đừng có lo. Còn đó, nhưng mà nên nhớ mình phải tùy theo những cái trường hợp
những cái điều kiện đó để mình chân để cho ông sư ông tương đối, ông không phải lo lắng khi mà ông nhận những cái điều kiện đó. Đó. Người ta để mình giúp cho ông cho cái sự tu hành của ông dễ dễ hơn. Đó. Nhưng mà thường thường bây giờ thì mình tới chùa thì mình cái đó là cái tiện lợi nhất, nó tiện lợi nhất, nó vào thơ là tiện lợi nhất, nhưng mà nó cũng khó khăn trong sư rất là nhiều. Quý vị cứ suy nghĩ lại, quý vị cũng chùa thì quý vị cũng một thời dễ lắm, để cho ban quản trị họ làm gì làm, họ giúp chùa giúp viện họ. Còn mà cô người dân cúng trong sư thì quý vị nên làm cái giấy hay là cái điều kiện thỉnh cầu để cho ông, cho nhà sư họ tương đối họ nhẹ nhàng chút. Mình giúp ổng nhưng mà giúp cho ổng nhẹ nhàng luôn, chứ đừng có, nhiều cái nó không có được dễ giống như mình nghĩ. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, con kính tri ân về lời dạy của sư. Dạ, xin mời mọi người ạ. Xin mời các cái câu hỏi khác của mọi người. Rồi, tôi gửi mic lại cho chị Hạnh Kiểm ạ. Dạ. Dạ, Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Dạ. Dạ thưa sư, thì cũng cái việc mà cúng dường tận tay đó thưa sư, có nhiều người Phật tử đem tiền cúng phải phím cho được vị sư đó, hoặc là phải tìm đưa tận tay cho cái vị sư trụ trì. Thì như sư giảng, cô Hà này hỏi á, làm mình dâng tiền cho sư đó là làm cho sư bị phạm giới. Thành ra con muốn biết là mình dâng như vậy thì Phật tử làm như vậy thì Phật tử cũng có tạo tội hay không á thưa sư. Là trong khi là ở trong chùa cũng có người chịu trách nhiệm về cái phần đó, hoặc là vị sư vị thị giả đó sư, mà đa số Phật tử nói là phải dâng tận tay mới mới được phước, thì cái chỗ này đó thưa sư và Phật tử có hiểu lầm hay là có cách nào để cho nó được hoàn thiện trong cái việc làm phước không đó thưa sư? Vậy thì cái việc làm phước Phật tử chúng con cũng còn còn chưa có thông thạo lắm, rồi cái việc làm phước không không nghĩ gì á thì nó còn thấy là cũng nó cũng khó trăm bề á thưa sư. Dạ thưa sư giảng dạy cho con rõ nắm rõ hơn ạ. Dạ con xin dâng mic đây cho sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kinh Bạch Triều Tôn này, dạ kính thưa cho quý vị. Mình cứ hiểu theo cái kiểu của mình là dân tận tay là dân như thế nào, rồi mình cứ hiểu về là không có nên. À. Mình có tác ý mình dân tới người đó mà người đó biết thì mình không cần dân tận tay. Ví dụ như chúng tôi ở đây nè, à. Nhiều khi Phật tử tới dân cùng, dân sống, họ đi làm mà, nấu để trong cái bịch làm sao? Lúc đó mình còn đang tụng kinh hay đang gì trong họng thì họ máng trước phòng này thôi, mình đã mình biết người ta dâng cho mình chứ chứ làm sao dâng tận tay được, nó bao nhiêu chuyện chứ mình phải hiểu cái chuyện đó. Cái thứ hai đó, vào thời Đức Phật đó có những cái vụ mà không dâng tận tay vẫn là dâng như thường, là cái lúc mà Đức Phật từ trên cung trời đi xuống đó, dữ không, người ta đông như vậy đó, có nhiều người ta đứng rất là xa rồi người ta chọi vô không ở đâu rồi vô gần để dâng như là tận tay Đức Phật được, bông qua rồi này kia dâng tận tay Đức Phật được. Chứ mình cứ nghĩ là tùy theo trường hợp thôi, chứ còn mình nói là phải dâng tận tay dâng tay. À. Bây giờ ví dụ như sư sư ở đây rồi, quý vị ở đâu đó quý vị muốn dâng gì cho sư, quý vị làm sao gửi bưu điện, cái sư sư nó không được, tôi không nhận, là phải dâng tận tay à, vì cũng vừa thôi chứ làm thế nào mình biết, tới tới người đó nhận được món đồ để xài qua cách nào cũng không biết, nhưng mà người đó tác ý mình, người đó biết cái tác ý của mình là người đó nhận được là họ cho mình hay lại nhận được đồ,
Đó. Bây giờ đa số ví dụ như những Phật tử bên đây cũng gửi về cho chúng tôi là không lẽ dân tận trai à? Mình phải hiểu cái chuyện đó chứ, còn mình hiểu cái chuyện giống ấy được. Đó. Không có nghĩa là cái đó là mình biết chắc chắn là cái người đó dâng cho mình để khi nào, để khi ông sư ông xài đó, không phải xài cái của người ta không dâng. Trừ khi mình không biết đó, thì mình không dám dùng, mà mình biết cái đó thì mình cứ dùng thôi chứ làm sao ấy được. Cũng vậy, cũng gọi dân tận tay thôi chứ làm sao vào dân tay phải đưa tới cái tay đụng nhau mới được à. Mình hiểu cho nên nó đúng cách, làm cho nó đúng. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ xa thú xa thú, dạ con rất là tri ân sư. Dạ câu hỏi của con đây là câu hỏi chung cho Phật tử, cho các Phật tử. Dạ con sẽ truyền lại cái lời dạy của sư này đến cho mọi người. Bạn bè của con đi chùa thường xuyên làm những cái việc này. Dạ con rất là tri ân sư. Dạ con sư trả biết là cho đạo vàng ạ. Dạ con xin thay mặt ở trong room là kính tri ân về cái lời dạy của sư. Dạ. Xin mời những cái người khác nêu những cái vấn đề. Xin mời mọi người ha. Rồi, là tôi gửi mic lại cho chị Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Bài, Nam Mô Sàng Thầy. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức, Ngài Lực Tông, Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con không thấy ai lên thì con có câu hỏi, con xin hỏi Ngài. Dạ, trong cái 10 pháp tùy niệm đó, thưa Ngài, thì có một cái pháp gọi là pháp niệm về tịch tịnh, thì có chỗ thì dịch là pháp niệm về Niết Bàn. Rồi trong một số câu kinh pháp cú con học thì cũng có những cái câu kinh pháp cú nói về cái đối tượng, cái Đức Bổn Sư dạy là phải niệm về Niết Bàn. Rồi con cũng nghe các vị sư giảng, đôi khi đối với những người mà họ sắp ra đi thì họ nhắc nhở họ, thì con cái Niết Bàn đối với con nó mơ hồ, thì con chỉ có đọc và những cái quyển sách mà con đọc thì đa những cái vị giảng sư, ngay cả những vị giảng sư hoặc những vị thiền sư họ rất e dè khi giải thích về Niết Bàn. Một cách đơn giản, có một vị thiền sư ở bên Miến thì nói là theo cái lời dạy của Ngài Sariputta đó, thì khi ái diệt tận thì là Niết Bàn. Thì cái đó là cái lời dạy rất là ngắn gọn, vì đa phần những cái vị giảng sư cũng rất e dè cái sự giải thích, vì nó nằm ngoài tầm của cái những cái danh từ chế định để mình giải thích một cái chuyện mà mình nó thật sự là chân đế, mà nó mình không giải thích được, như ngôn ngữ nó không thể giải thích được. Thì vậy thì Ngài có thể, theo Ngài thì để hiểu cái chữ Niết Bàn, một cái người mà người ta niệm về tịch tỉnh, về Niết Bàn thì họ phải hiểu như thế nào thưa Ngài? Dạ con kính trao mic lại cho Ngài giảng dạy. Nam mô Bụt Thầy, gia kính bạch chư tổ hoàng giả, kính thưa chư quý vị. Trong phần niệm về tịch tịnh hay niệm về Niết Bàn đó là mình niệm trạng thái của cái pháp gọi là Niết Bàn. Trong đó nó có khoảng 71 hay 72 tên đó. Thì mình coi trong cái thanh tịnh đạo 72 tên nó tên gì, thì cái nào phù hợp cho mình dễ nghĩ tới đó thì mình dùng cái đó để mình niệm về tịch tịnh ha. Còn cái mà không còn tâm hả, không còn tham ái là Niết Bàn, cái đó là thực tính pháp, để chỉ cho cái pháp đó, đơn pháp là thực tính pháp, người nào tới mới có khả năng biết được thôi, còn người không tới thì không biết được, bởi đó là thực tính pháp chứ không phải là chế định pháp. Còn cái tịch tịnh mà Niết Bàn trong 71 72 đề mục mà trong thiền chỉ đó, thì cái đó là chế định pháp, diễn tả trạng thái mà họ dùng để mô tả Niết Bàn, trạng thái dùng để mô tả Niết Bàn, chứ cái đó không phải thực sự là Niết Bàn.
nhớ gì nó hai cái nó khác nhau. Thành ra khi nào mà mình người nào muốn hành cái đó đó thì phải dựa vào cái lời giải thích trong thanh tịnh đạo. Mà chúng tôi không biết trong thanh tịnh đạo mà giải thích có đầy đủ hay không thì chúng tôi không biết. Nhưng mà trong cái quyển mà chú giải của thanh tịnh đạo đó, quyển Paramattha đó thì họ giải thích đó rất là rõ ràng. Quý vị nên nhớ quyển thanh tịnh đạo nó có hai cái bộ để giải thích cái quyển thanh tịnh đạo. Bộ thứ nhất nó gọi là Quý Sự Thi Mắc Mahā Đi Ca, và cái quyển thứ hai là Quý Sự Thi Mắc Khá Chu Lá Đi Ca. Thì cái quyển Chu Lá Đi Ca thì chúng tôi ít thấy, ai học ở bên Thái thì cũng ít, nhưng mà cái quyển Mahā Đi Ca thì ở bên Thái học rất nhiều, Miến Điện cũng vậy, nhưng cái đó nó có tên riêng của nó là Paramattha Manchu Sả thì họ giải thích cái trạng thái đó. Còn bây giờ mình muốn hiểu cái Niết Bàn theo cái kiểu bình thường đó, ngang cái kiểu bình thường mình đó, chúng tôi từng thí dụ đó, Niết Bàn giống như là con số không. Con số không để chỉ cái sự, con số không là con số có để chỉ sự không có, nên nhớ chuyện đó. Thành ra Niết Bàn là cái pháp có để chỉ cái pháp không có, thì nó không có cái gì. Thì khi nó của cái tâm sơ đạo nó diệt cái gì thì lúc đó là Niết Bàn. Cái đó là cái pháp không có, không có hai cái đó. Ví dụ như bà sơ đạo thì khi mà cái sơ đạo mà nó chỗ đó là nó làm hai cái gì mất, tức là tà kiến và hoài nghi đó, tức là Niết Bàn của cái sơ đạo sơ quả là để chỉ hai cái pháp đó không có. Niết Bàn là pháp có nhưng chỉ cái hai cái đó không có đó. Mình nó hiểu vậy để mình hiểu Niết Bàn là gì, mình dùng thí dụ để mình hiểu cái vậy đó. Cái ấy, nếu mà nói thật chính pháp là Niết Bàn là pháp có nhưng mà chỉ sự không có, cũng giống như là số không là số có nhưng mà chỉ sự không có. Chứ mình đừng nói số không là số không có, số không là số có nhưng mà chỉ sự không có. Anh nhớ gì đó, thì Niết Bàn cũng vậy, Niết Bàn là một pháp có nhưng mà để chỉ sự không có. Hiểu cái đó. Còn cái Niết Bàn mà trong thiền chỉ đó, tức là trong niệm dịch thực tỉnh đó, thì cái Niết Bàn đó là chế định pháp để diễn cái những cái tên nó diễn tả một số cái trạng thái của Niết Bàn, trạng thái thôi, như mà dùng chế định để diễn tả chứ không phải dùng thực tính pháp để diễn tả. Cái gì nếu vậy đó, Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ, con kính tri ân Ngài, dạ, con xin trao mic lại cho đạo tràng. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt ở trong room và kính tri dạy của sư. Nhân cái vấn đề về cái câu hỏi Niết Bàn này đó, thưa sư, thì cái con thấy á là thì cái vấn đề này, với vấn đề nào mà nó càng tế nhị, nó càng dễ gây hiểu lầm, nó càng dễ gây cho người khác hiểu sai, thì mình càng phải nên, các vị giáo thọ càng phải nên chỉ dạy cho Phật tử. Mà nếu như mà cứ tránh né, không có chỉ dạy từ những cái đoạn kinh, ví dụ như sư chỉ dạy như vậy, thì như vậy thì rất dễ gây ra hiểu lầm. Thì con nhớ tới một cái đoạn kinh mà dạy về Niết Bàn là: Này hiền giả Sariputta, thế nào là Niết Bàn? Này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận sư, đây gọi là Niết Bàn. Thì nếu như theo cái định nghĩa này đó, thưa sư, như vậy thì một cái vị A-la-hán tâm đã đoạn tận tham sân si, như vậy thì họ đứng ở đâu thì đó là Niết Bàn. Như vậy thì nếu mà hiểu như vậy thì như thế nào, thưa sư? Tại vì theo cái định nghĩa này á, là cái tâm mà đã đoạn tận tham sân si thì là Niết Bàn, mà vị A-la-hán thì tâm đã đoạn tận được tham sân si. Như vậy thì có thể nói rằng là vị A-la-hán đứng ở đâu, nhìn ở đâu cũng là Niết Bàn, có được hay không, thưa sư? Và nếu sai là tại sao sai? Và dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về vấn đề này ạ. Nam mô Bố Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Về Giá Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó, bây giờ người ta né tránh vấn đề này bởi cái Niết Bàn người ta thường đề cập tới đó, nó là cái pháp siêu nhân, pháp siêu thế, mà đa số chúng ta thì chưa tới cái sự siêu thế đó, thành ra ai cũng né.
Nhưng mà khi bàn tới cái chế định niết bàn trong thiền chỉ thì người ta mới dám bàn tới mà thôi. Còn bây giờ như cái câu này được giới thiệu vậy đó, thì cái này nó đúng khi nào? Khi mà ngài Xả Đi Bồ Tát ngài ở trong cái thiền, hay ngài nhập thiền quả hay là ngài nhập thiền diệt, thì lúc đó mới 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 gọi là ngài đang ở trong niết bàn. Chứ còn ngoài ra nếu có tâm ngày bình thường thì làm sao niết bàn được? Bởi niết bàn là cái pháp siêu thế mà. Đó. Thành ra nếu mà mình nói chung chung, nó lúc nào ngài cũng có thể gọi là cái điều kiện đó thì không được. Cái điều kiện đó nếu ngài nhập thiền quả thì cái lúc đó có niết bàn nè, cái đó là không ai cãi đó. Nhưng mà bây giờ ngài không có nhập thiền quả, ngài không có thì giờ ngài nhập thiền quả, hay là ngài đang đi từ bình đi này đi nọ là này kêu chồng, đồng ý là ngài không có tham sân si, ngài không có bất cứ cái tâm bất thiện nào đó. Nhưng không có tâm bất thiện không có nghĩa là lúc đó ngài niết bàn, bởi vì niết bàn thì nó không thể làm những cái chuyện bình thường được. Anh nhớ cái chuyện đó ha. Ngài không, lúc đó ngài không có tham sân si, nhưng mà những cái vẫn phải ăn ăn, nghĩa là ăn uống tắm rửa rồi chứ. Nếu lúc nào là niết bàn, không lẽ niết bàn ăn uống niết bàn tắm rửa được à? Phải không? Thành ra mình phải phân biệt theo trường hợp chứ. Thành ra tại sao người ta gọi là bậc A-la-hán đang nhập thiền chỉ, hoặc là đang nhập thiền minh sát, hoặc là đang nhập thiền diệt, ví dụ vậy đó. Người ta chỉ lúc đó để Phật có mình có thể mình dùng những cái tên là nào trong trong cái kinh điển dùng đó, để mình dùng để cho người ta không có bị nghĩa là phân tâm, hay là không có thể hiểu sai hiểu làm là mệt lắm. Nó thường đâu có, cũng vậy thôi chứ. Khi nào ngày nhập thiền diệt rồi này kia biết chắc chắn ngày ở trong những cái trần nó dễ đó. Chứ còn ngày bình thường là không ấy được, bởi vì bình thường đó mỗi cái tâm nó có cái nhiệm vụ riêng của nó, làm cái gì cái ai như mình cũng vậy. Mình hỏi mình bây giờ đó, nếu mình ở trong mình đang là bạn, nhưng mà một trong 12 cái tâm ở trên thì mình là gì, là người ác cái gì nữa? Lúc đó là mình là người ác. Nhưng bây giờ mình vô mình nghe pháp, mình ở trên, mình làm bạn với một trong 8 cái tâm đại thiện thì mình được gọi là người thiện chứ sao gọi người ác được. Nó phải tùy theo trường hợp, tùy theo cái điều kiện, chứ không thể nói lúc nào ngài cũng gọi là niết bàn phải. Anh nói nếu mà gọi vậy là mình lúc lúc nào mình cũng là người thiện cả. Anh nói đó là những cái mình cần phân biệt để khi nào mình học những cái điều kiện của Đức Phật đó mình mới hiểu được. Chứ còn nếu không á, mình đọc kinh điển mình không hiểu. Ví dụ cái câu mà dễ hiểu lầm nhất là câu sẽ của Na Cha Pha La Năng ngay tâm măng tâm măng, không gần người ác là một là cái điều kiện đưa tới sự an lành tối thượng. Nó mình thấy cái anh cha A ngoài kia, cha hàng xóm mình nó nhậu hoài, mình nói anh cha nó ác mình không gần nó, cái đó là sai, sai hoàn toàn. Đức Phật không có cái mục tiêu đó. Không gần người ác là như thế nào? Bây giờ mình gặp cái ông đó, ông đang say sưa, nhưng mà cái tâm mình á là một trong 12 cái tâm bất thiện, thì chính mình là người ác. Thì bây giờ làm thế nào để một trong 12 tâm bất thiện nó đi ra khỏi cái não của mình? Thì mình tạo điều kiện để được gọi là không cần người ác. Mình nhớ chuyện đó, chứ không phải mình vô mình học Phật pháp rồi mình có bằng này bằng nọ chứ pháp mình là người thiện à, chưa chắc. Mình có thể là người ác bất cứ lúc nào. Nên khi Đức Phật dạy mình không cần người ác là dạy mình trong những trường hợp mình là người ác thì làm thế nào để mình lấy cái ác ra khỏi cái điều kiện trong não mình để được gọi là không cần người ác. Đó. Chứ còn không phải là ôi ông ta tà họ, ông ta minh thi, ông ta lúc nào cũng là biết bạn đâu có được. Thì ra có điều kiện chứ. Đó. Theo điều kiện, chứ còn mình nói chung chung vậy là rất, nghĩa là có người ta không hiểu, nhưng mà có người ta hiểu mà ta hiểu sai rồi mà. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy ạ, con kính tri ân về lời dạy của sư. Dạ thưa sư, con nhớ có một cái người họ dạ thưa sư,
À, con nhớ là có một cái người họ 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 đúng là dân, giống như là dân đầu tư chứng khoán vậy đó, thì mắc cười họ đặt một cái câu hỏi như vậy đó, cũng liên quan tới cái vấn đề về niết bàn. Là họ nói rằng, họ đặt cái câu hỏi rằng là liệu niết bàn là có thiệt hay là không. Bởi vì khi mà tôi đi theo đạo Phật là tôi đầu tư hết cả cuộc đời của tôi vào một cái niết bàn là cái mục đích tối thượng, nhưng mà rủi ro là cuối cùng nó không có, như vậy thì thành ra là tôi đầu tư là không có được, đó là đầu tư kiểu đó là không có thu lợi. À, nhưng mà nếu mà mình trả lời rằng là niết bàn là có đó, thì họ nói rằng trên đời này hãy cái gì mà gọi là có thì cái đó nó phải đi qua ba cái giai đoạn là có sanh rồi có trụ rồi có diệt, không có cái gì mà có mà nó không có đi từ trụ mà nó sang diệt hết. Mà nếu niết bàn nó có đi qua cái ba cái giai đoạn mà nó có sanh nó có trụ nó có diệt như vậy thì tôi đi theo nó để làm cái gì, nó cũng như là những cái pháp khác. À, như vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta cần phải hiểu như thế nào thưa sư, tại vì nếu mình nói niết bàn là có không có được thưa sư, tại vì hễ mà cái gì là có thì nó là vô thường, như vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta nên hiểu như thế nào nha. Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa cho quý vị, hồi nãy chúng tôi đã nói rồi, niết bàn ví như con số không, con số không là số không có, để chỉ là cái số, con số không không phải là nó không có, nhưng mà cái con số chỉ sự không có chứ không phải con số không là con số không có. Đó. Thành ra niết bàn cũng là cái pháp có để chỉ sự không có, chứ mà mình nói là niết bàn là cái pháp có đâu được. Phải không, nó chỉ cái gì không có thì mình phải định nghĩa cho nó, tương đối nó chính xác một chút, chứ còn nếu mình không định nghĩa chính xác là nó hỏi tao luôn ngồi là mình cũng nghĩa là săn táo liền đó. Thành ra khi mà chúng tôi nói là chúng tôi phải dựa vào một cả cả đời lãnh đạo để chúng tôi nói cái chuyện đây để cho người ta đừng có hiểu lầm. À, nhưng mà cái khổ cái đó thường thường mình nói với người ta rất là khó chấp nhận, bởi vì cái pháp đó là ai cũng nói là nó cao siêu vậy vậy vậy, đồng ý là nó cao siêu chứ không phải nó không siêu, nhưng mà cái pháp đó đó bây giờ mình hỏi là trong bốn cái pháp mà mình học đó, tức là tâm tâm sở sắc với niết bàn, thì niết bàn nó nằm ngoài cái thế gian này rồi chứ làm sao đấy. Nhưng mà có những cái pháp đó nó nằm nó đi ra ngoài thế gian nhưng nó vẫn nằm trong thế gian, tức là bốn tâm đạo bốn tâm quả đó. Nó đi ra ngoài thế gian nhưng nó vẫn còn nằm trong thế gian, nhưng mà niết bàn thì không. Nó anh em mình nói nó không không cũng đúng mà nó có cũng đúng đó, nó khổ cái chỗ đó. Thành ra chúng tôi mới thí dụ cái thí dụ là số không là vậy, số không là số có nhưng mà chỉ sự không có thì niết bàn cũng vậy, niết bàn là cái pháp có để chỉ sự không có chứ chứ hỏi mình nói niết bàn là pháp không có không được, thấy không, là tùy theo mỗi cái chỗ để mình dùng một cái phương tiện để mình có thể mình giải thích để người ta không có bắt bẻ, giống như cái chuyện mà huynh nói là bắt bẻ vậy đó, nó bắt bẻ được chứ không có được, nếu mình nói một chiều là nó bắt bẻ chết luôn chứ không có gì đó. Thành ra có những cái mà chúng tôi vẫn vẫn hay né là vấn đề về siêu thế là nên né trước đi, bởi vì mình không có khả năng để mình biết nó là cái gì thì mình đi giải thích là giải thích làm sao. Nên những cái ngay cả hiệp thế giờ mình hỏi hỏi về tiền mình cũng đã phải né rồi, mình đã đâu ra tới đâu mà ấy, nó mà mấy cái đó mà nó chưa tới mà mình cần chân mình ra để mình giải thích đó, coi chừng á không khéo là thuộc loại phỉ báng giáo pháp chứ nó nguy hiểm lắm chứ không phải chuyện chơi đâu nghe. Thành ra thường quý vị hỏi cái gì mà có chúng tôi cứ hẹn quý vị đến tôi cứ giải họ giải thích sao mình giải thích theo họ cho chắc ăn, chứ mình đừng có giải thích theo mình là chết, từ chết tới bị thương thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá và con kính tri ân lời dạy của sư. Dạ, thì thường thì con nói tới niết bàn thì một cái câu con cũng mượn cái những cái lời kinh này, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, gọi là niết bàn. Dạ, hồi nãy thấy cái tay của chị Từ Mẫn á,
Mời chị giơ tay trở lại đi, chúng tôi nhường mic lại cho chị lên đặt câu hỏi trực tiếp với lại sư. Bởi vì hồi nãy sẵn cái mạch của câu hỏi cho nên là tôi hỏi tiếp. Bây giờ xin mời chị giơ tay lại đi. Mời chị tự mẫn. Hồi nãy chúng tôi thấy chị giơ tay đó, bây giờ chúng tôi mời chị lại giơ tay để lên đặt câu hỏi với sư. Chị có nghe được âm thanh của tôi không? À. Xin mời chị. À, những anh chị khác có còn nghe được âm thanh của tôi không ạ? À? Nhiều khi sợ bị rớt mic hay là đứt mạng này kia. Rồi nếu mà chị tự mẫn chị không có lên được thì thôi xin mời những anh chị khác nêu các cái câu hỏi đi và chúng tôi sẽ đọc. Chúng tôi dừng lại nha. Chúng tôi dừng lại thời gian đợi đợi các anh chị gõ câu hỏi đó. Rồi tôi nhường mic lại cho chị Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ cảm ơn Huynh, tu học Phật Pháp. Dạ con kính này lễ ngài. Dạ bạch ngài cho con xin được phép hỏi một câu hỏi này. Dạ thưa ngài, Đức Phật thì không có cấm chúng ta ăn mặn, nhưng mà theo con thì thấy cũng biết là ở bên trường thiền ngài Ba Ao á, thì ở bên đó thì ăn chay á, thưa sư, nhưng mà con nghĩ là có cái lý do gì đó chứ cũng không phải là do là theo cái luật gì mà phải ăn chay, nhưng mà có nhiều người á, thì cứ ví dụ là bên trường thiền đó ăn chay để mà hành thiền tâm từ cho nó dễ, thì con nghĩ rằng là nếu như mà hành thiền tâm từ thì chúng ta mà ăn mặn thì chắc là cũng có thể hành thiền tâm từ được, bởi vì các vị chư tăng thì bên năm tông thì đa số là cũng không cần thiết mà phải ăn chay thì mới hành thiền tâm từ được. Dạ thưa thưa ngài, cho con xin hỏi là cái này thì mình nên hiểu như thế nào cho đúng ạ, thưa 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 sư. Con xin phép mấy kính sư ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tăng này, dạ kính thưa chư quý vị. Thì quý vị cái bữa nào đi qua chỗ trường thiền báo hỏi họ chứ hỏi thì chúng tôi đâu có biết. Thật sự ra đó trong những trường thiền mà họ đãi ăn á thì họ có cái hai phần phần họ dọn ăn đó hết á, chay mặn thì người nào muốn ăn chay thì cái góp ăn chay, người nào muốn ăn mặn thì lấy đồ mặn thôi chứ họ không có chia. Thứ nhất là đối với chư tăng là họ càng không có chia nữa, tại vì chư tăng á dầu rằng họ ở trong trường thiền họ vẫn ôm bình bát để đi bát như thường chứ họ không có ấy, dầu rằng họ đi bát rồi về họ vẫn tới cái chỗ nhận đó để họ để ra họ ăn nha. Nhưng mà tại vì cái hạnh của nhà sư là đi bát thành ra vẫn đi bát như thường đó, giống như trường thiền của ngài Lũng Bù Sa vậy đó. Tất cả mọi người đều sáng ôm bình bát đi đi xong rồi về để ở đó thì vật chứng bắt đầu nó dọn ra dọn những cái món mà chưa tăng đi xin được á thì nó để trên đó để cho vị nào mà ăn mặn được á thì ăn chay thì cứ gấp lựa ra ăn. Chứ không bao giờ họ nói ở đây ăn chay đó, chúng tôi không chưa tới từ thì báo chúng tôi biết nha. Nhưng mà đa số những cái trường thiền tôi tới chẳng có chai có mặn, nhưng mà không 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 có họ không có nói rõ là chai mặn gì đó, họ họ sắp lên đó đó rồi quý vị muốn chai đều quý vị ấy, chai muốn mặn đều quý vị không mặn. Đó nhưng mà chư tăng á thiền thường là người ta tại vì người ta nguyện ta ăn trong bát đó, thành ra người ta đi từ bệnh về ta để cái bát đó chứ người ta không có được không có đổ ra, thành ra người ta có gì trong đó ăn trong đó thôi, có nhiều ăn nhiều thôi chứ không ấy. Là đối với chư tăng thì rất là khó biểu người ta phải làm gì làm kia lắm, không có tùy theo mỗi người, có người họ nguyện được xin được cái gì ở trong bát là chỉ dùng bao nhiêu đó thôi chứ không có thêm bớt gì đó,
Thành ra nếu bắt họ phải về không có được. Nó chứ thằng đang nghe cái chư tăng mà nói là tôi ăn chay tôi không mặn được, cái đó là không biết luật. Anh đi trị bệnh mà người ta bỏ đồ không 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 tôi không ăn được cái này là chơi dân chay đi, là đi trị bệnh có nước mà đói không ai không có, bởi vì quý vị biết á, đồ người ta dân cho ông sư á, buổi sáng thì người ta trước khi tôi làm ta nấu ta, người ta ăn cái gì đó ta nấu người ta múc ra một phần hai phần gì ta để dâng cho ông sư, phần còn lại người ta mang theo ta đi làm, mình thế nào bắt buộc người ta được đó, chứ người ta đâu có nấu riêng cho mình, vậy nên nhớ là người ta đâu nấu riêng cho mình, ta nấu để người ta ăn, nhưng mà khi nấu xong rồi ta mới múc ra hai phần ba phần theo người ta muốn, là bữa nay để bác bao nhiêu ông sư ngày đấy rồi đó, cái thì người ta ra đầu đường rồi để bác bao ông sư xong người ta đi làm luôn, không lẽ mình gần lên nó không tôi phải ăn chay à. Đó, nó nói cái chuyện đối với người đời thì có thể muốn nói gì nói, không ai đây đố sư không được. Ông sư á, biết đi sinh á, là ông sư dùng cái thân để sinh chứ không có dùng cái miệng, thành ra khi mà nói người ta đừng gấp thì ta bỏ vô cái bát mình mà ông sư lên tiếng là không được rồi, là cắt rồi, họ thấy cái là họ biết ông này là ai cho dặn thấy. Chẳng thể nói là ô phải chai bây giờ không có đâu à. Đó. Ông sư đi sinh là dùng cái thân để sinh chứ không có dùng cái miệng để sinh, nó đi ăn sinh của ông sư là như vậy đó, thành ra người ta thấy ông sư là người ta có gì nó muốn dâng cái gì là dâng, là mình nói ăn, trừ phi những cái đồ đó là mình bị nó phản ứng á, chúng tôi xưa chúng tôi không có biết, hồi chúng tôi mới qua Thái chúng tôi không biết nó có cái loại mắm gì của nó đó, mà chúng ta ăn lần nào vô người mình mẹ nó ngươi lắm, mà mỗi lần đi lần nào cũng có cái đó, tôi cũng được ăn cái rồi cái dạ cái mặt mày đâu này kia bộ chốc ai thì có ông sư ở cái bên cạnh đó, sư Thái ông qua ông thấy tôi đi, chúng tôi đi trị bệnh cái ông về tới nơi cái ông đi ông ráng đi đi qua đi lại với Đức Phật á, mà mình không biết ông đi làm gì, mình tưởng ông đi kinh hành vậy thôi. Mà sau bữa sau ông mới kêu, hai ba bữa sau ông kêu chúng tôi ra, ông nói này là tôi khuyên chứ tôi không có, còn ông muốn làm hay không ấy, làm tôi thấy ông ăn cái món đó đó, chính tôi cũng bị gì phản ứng cái món đó, à là cái món đó đó ông lỡ để đi trị bệnh người ta để cho bệnh ông về ông lấy nếm một cái rồi ông để qua bên chứ đừng có dùng, bởi vì ông dùng là ông cứ bị hoài. Quan nói vậy à, mình mới biết là mình bị cái này cái là về lần nào cũng vậy, hãy về xong cái sắp ra ngồi lên cái lấy cái đó, lấy cái muỗng chấm vô cái đó đưa vô lưỡi hít cái đờ đờ thôi đó, để qua bên để ngồi nó học trò đi vô nó muốn ăn nó lấy nó ăn đó. Chứ còn nếu mà mình cứ quốc gia giống nhau cứ bỏ tất cả vô mình bác quậy lên ăn. Nghĩa là bệnh chết luôn. Là có những cái đó mình phải biết cách né, mà người có kinh nghiệm ta chỉ mình né được, chứ còn không mình không né mình ăn mấy cái đó rất là nguy hiểm, biết quý vị biết có những cái món mà mình không phải người Thái đồng ý, có những cái món nó giống người người Việt Nam mình ăn rất ngon, nhưng có những cái món ăn vô là nó bị phản ứng nó bị dính và muốn bá thở luôn chứ đừng nói tiếng nào đó, mà mình không biết cách mình làm thì mình chỉ nói chết thôi, đó là bài học của kinh nghiệm của chúng tôi, mình đi thì mình có gì ăn nấy đó, là vậy đó, là nhờ ông sư ở tái cái bên ông chỉ mới 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 thoát cái nạn mà bị dính thức ăn. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thú con kính tri ân ngài ạ. Dạ thưa ngài, hình như là trong kênh chuyển đổi kênh thưa ngài thì có một bài kinh Á Xá Năng Trí thì hình như là con được nghe là khi mà tụng bài kinh đó thì ta không 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 nên ăn mặn, mà hình như là có một bài kinh này là
là phải ăn chay thì khi đó mình tụng bài kinh này nó mới có cái oai lực của bài kinh đúng không thưa thưa sư? Con xin tâm đức thiên sư có gì không phải mong sư chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra trong kia không có kinh nào mà Đức Phật dạy phải chay bằng cái đó. Nhưng mà ông sư Phương Thủy cũng phải ăn chay. Tùy theo trường hợp. Thí dụ bữa tôi từng đó ông quyết định ông đi quán gì xác chết, ông ra chỗ kia địa xác chết. Thành ông phải điều nghiên coi ra những cái đó như thế nào đó. Thành ra có những cái món ông không dùng được, ví dụ như đậu phộng hay cái gì đó là không được, phải ăn ăn vô đó cái mồ hôi ông có cái mùi hôi đó mà nó lỡ gặp mấy cái con nhà quỷ mà nó lảng vảng ở đó làm nó nhà vô nó làm bạn như mình là chết bá thở. Thành nó nhiều khi nó đi vô mấy giờ đó là cái quán ăn chay phải lựa đàng hoàng chứ không phải là muốn ăn chay sao ăn đâu, để cho con người nó được có những cái mùi hôi như vậy. Nó chứ không phải là bộ ông trong chơi người thủy không chay à, ăn chay theo điều kiện, ví dụ như đi quán cái đó hay là trong trong chùa có ông chị chết phải đi canh chắc chết chùm đó là phải phải điều nghiên coi hỏi hỏi xung quanh họ biết cái gì họ nói ra thì mình những món đó là không được ăn, là nghe nhiều khi phải hết những cái món ngon ngon mình cũng không được ăn, những món mặn không phải ăn chay chứ không phải không đó. Thì có chỉ dẫn hết á, chứ không phải là ông sư muốn muốn làm gì làm. Ông sư mà đi quán xác chết hay là đi bữa đó là đi ngờ chỗ người ta thiêu này kia chùm, phải đứng như thế nào với thế nào nào là không được ăn, ví dụ mấy bữa mà thiêu. Tại vì bên Thái á bây giờ thì ở ngoài những cái vùng ngoài 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 xa nó mới còn chứ không ấy, thì nó mời mấy ông sư tới cái nó mới trải cây xung quanh đó, cái nó để lên là cái nó châm lửa, thì ông sư tới tới trước đây là gì, lại đứng trên trên gió hay gì nhiều chuyện lắm, hồi lửa vậy đó, đứng đứng đi để tụng kinh trước khi nó châm lửa. Thành ra khi mà nó châm lửa rồi đó, nghĩa là hồi chúng tôi đi lần đầu tiên chúng tôi không có quen, về nhà cả tuần lễ sao ăn cơm cũng được đó. Rồi châm lửa vô cái là bắt đầu là nó đưa cẳng lên, thì đầu đó có cái ông cầm cây đè cẳng cái cẳng cái người chết xuống, cái bên này đưa tay lên cái đè xuống nhiều cái khóc ngóc đầu cái đè xuống cho cháy cháy gần xong rồi nó mới hết. Cái trường hợp đó mình đứng tối mình không quen, tối về nằm chưa kịp ngáy rồi là thấy nó đưa cẳng đưa tay lên rồi muốn bá thở cả mấy ngày luôn, không có dễ đâu, nó có nhiều chuyện rất là rùng rợn. Mấy ví dụ như họ mời tới ngày đó phải đi đi theo rồi đó là phải đi hỏi vòng vòng coi ấy để mình có thể mình phải ăn chay mình chơi một vài số cái món mà làm cho mình người có mùi hôi này kia xong á, chứ không phải dễ đâu quý vị. Đừng đừng nghĩ ông sư Nguyên Thủy không ăn chay, vẫn ăn chay như thường chứ không phải ấy, bởi vì nó có nhiều cái điều kiện lắm chứ không phải không. Mình đó là những cái kinh nghiệm mà để cho ông sư ở rừng hay là ở những nơi xa xôi biết, chứ còn không là bệnh chết. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, con thú sa thú con kính chiên ngài ạ. Có nghĩa là tùy từng trường hợp mà vị đó hành sự là nên ăn chay hay ăn mặn. Con kính chiên ngài rất là nhiều ạ. Dạ, con kính dâng mic đến đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy, dạ và con xin thay mặt cả chồng rung kính tri ân về lời dạy của sư. Sẵn hỏi cái có vấn bàn về cái vấn đề về cái tâm từ đó thưa sư, thì con nhớ lại trong cái tu tập thiền định với cái đề mục tâm từ, thì cái người hành giả đó là sẽ niệm ví dụ như là mong cho cái đối tượng đó là không có bị oan trái với tất cả chúng sinh, không có bị khổ tâm, không có bị khổ thân, và gìn giữ được cái thân tâm nó luôn được an lạc, và cứ niệm cái câu đó và rải cái tâm đó đến cái đối tượng. Nhưng mà như vậy á, là nó có đủ được gọi là tâm từ hay không thưa sư? Là tại vì ngồi mình tưởng tượng, mình ngồi mình tưởng tượng cái đối tượng đó nó xuất hiện trong tâm, rồi mình mới phóng cái coi như một dạng là coi như mình rải cái tâm
đến cái đối tượng đó qua cái câu đó đó thưa sư. Nhưng mà cái việc từ, từ tức nghĩa là mình phải từ năng giữ lạc, từ là mình phải mang cái niềm vui đến cho người khác, bi là mình phải chặn cái khổ, mình giảm cái khổ cho người khác, mà bây giờ mình chỉ ngồi mình tưởng tượng thôi thì như vậy có được hay không thưa sư? Và con kính gửi mic cho sư chỉ dạy rõ hơn về cái vấn đề là mình tu tập thiền định mà là niệm tâm từ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Vì hành đệ mục về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ hay tâm xả đó, nó có điều kiện. Và mỗi một cái pháp hành đó, nó có một loại chúng sanh mà thôi. Thành mà nghĩ tới những đặc tánh, những cái gì liên quan tới cái chúng sanh đó, đó thường thường trong kinh, trong Thanh Tịnh Đạo chỉ rõ ràng. Rồi mình niệm những cái đó để mình nghĩ hiểu, niệm niệm đó, niệm cho tới khi nào mà cái niệm mít mà nó phát sanh á, tức là tiếng Bali gọi là sĩ má sẩm phê thá đó. Thì khi sĩ má sẩm phê thá là sao, thì trong trong Thanh Đạo cũng giải thích đó, thì cái đó nó phát sanh đó là mình nghĩ tới người nào cũng được mà đều vẫn vui vẻ, vẫn an vui, cái nghĩ ngày tới cái ngày hồi hôm qua là nó là kẻ thù mình này kim thường vẫn ăn vui, tức là phải qua khỏi cái đó mới bắt đầu có thể đi vào cái trạng thái mà đang đắc thiền được. Nhưng mà thường thường nó khó khăn cái chỗ mình đa số là không có qua được cái đó, bởi vì cái chúng sanh mà cuối cùng á để hành để được qua cái đó, đó thường là kẻ thù. Mình nghĩ tới kẻ thù mình với những cái trạng thái nghĩa là giống như của người thương của mình, mình nghĩ với kẻ thù với trạng thái của những người này nó như vậy đó, thì không ngồi tưởng niệm cái đó không phải. Phải có đối tượng là chúng sanh, mình ngồi tưởng tượng không được. Rồi mình nghĩ tới những cái chân cái hạ chúng sanh rồi đó, được ghi rõ ràng trong ấy, chúng sanh mà có điều kiện vậy vậy đó, thì khi mình nghĩ tới đó thì mình mới đẩy cái tâm từ mình tới chúng sanh đó, để cho muốn cho họ được an vui trong điều kiện đó này kia xong, nghĩa là phải có chúng sanh đàng hoàng. Từ bi xả nó có bốn loại chúng sanh khác nhau, bốn loại khác nhau chứ không phải là chúng sanh nào cũng được, bốn loại khác nhau. Thì mình như vậy mình mới có thể làm cho tâm từ, tâm bi, tâm hỷ hay tâm xả nó có năng lực được. Nhưng mà thường thường đó là mình hành tâm từ, tâm bi, tâm hỷ nó phát sanh tới cái năng lực rất là cao, thì lúc đó mới hành được tâm xả. Bởi vì tâm xả là nó thuộc loại tứ thiền, theo thiền bồ bốn chi mà ngũ thiền, thiền năm chi đó. Thành ra thường thường đó mình cái hành từ bi xả là không thể tưởng tượng được, mà nó có đối tượng đàng hoàng, đối tượng nó có tên nó đàng hoàng chứ không phải ấy đâu. Chúng tôi lâu không có hành cái đó. Cái thứ hai nữa là chúng tôi học trong hồi xưa trong Thanh Tịnh Đạo giải thích đàng hoàng, nhưng mà sau này không có xả mấy cái đó là nó khó khăn quá, chúng tôi không có hành tiếp, không có nhớ rõ ràng. Nhưng mà bốn cái đối tượng đó là chúng sanh đàng hoàng, chúng sanh có đàng hoàng chứ không, chứ không không có tưởng tượng, nhớ là không có tưởng tượng, từ bi hỷ xả là không có tưởng tượng đó. Nhưng mà phải nó đi qua khỏi cái trạng thái mà sĩ má sổng thầy tá mới được đó. Thì dĩ nhiên là cái gì cũng là cho mình trước chứ. Rồi cái thứ hai, hạng người mình thương ít ít. Rồi thứ ba bậc trung, rồi thứ tư là cái thù. Chứ còn chính mình, cái hạng người mình thương ít ít, chứ mình cái hạng người mà mình thương nhiều là nó dính cái khác, nó dính cái tham vô, chứ nó không có dính cái tâm từ được. Nó có nhiều chuyện rồi đó. Trong Thanh Đạo nó giải thích rất rõ ràng, mà rất là khó khăn chứ mình đừng có tưởng mấy cái đó là dễ. Tưởng đâu rải tâm từ là dễ, không có dễ đâu. Trước hết là mình quan sát chính mình bao nhiêu chuyện này kia ông dùng, rồi cái tới cái người mình thương ít, nghĩa là nghĩa chỉ quen thân thôi. Chứ thí dụ như mấy cái người mà mình hành thiền rải tâm từ cũng được, thí dụ như cha mình là đàn ông, mình là con trai thì mình rải tâm từ cho cha không được, mình là người nữ mình rải tâm từ cho mẹ cũng không được. Cái đó để khi nào đắc thiền rồi mới tính gì tính, chứ còn chưa đắc thiền thì không được. Đó.
Bởi vì khi mà mình để tâm từ cho người mình mà thương quá đó thì cái tham ái nó phát sinh chứ nó không còn là tâm từ nữa. Thành ra cái bốn cái này nó là khó chứ nó không ấy, thành ra từ lực. Người ta nói thì nhiều nhưng mà cái người thật sự hạ thủ phu hành nó rất là ít. Đó. Thật tới si ma sở phê thá là cái kẻ thù mình đó, kẻ thù của mình đó. Mình nghĩ nó mình vẫn giống như là cái giống như mình hoặc giống như hạng thứ hai đó, hoặc là giống như hạng thứ ba nghe, mình nghĩ nó cái tâm mình vẫn bình thường bình thường bình thường bình thường vậy đó, dầu trong đó là kẻ thù thì cái đó mới đạt tới mức xỉ má sông phê thá. Chứ còn mình nghĩ tới kẻ thù người mình nó lần 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 cái bộ là nó muốn đốt não mình là dẹp nó đi, không chứ không đi chứ mà giận đâu đó đó. Bởi vì nó dựa vào cái nimit mà chỉ má tham sát là cái nimit của cái sự thành tựu của cái hành thiền rã tâm tư. Cho nên ông ấy giờ khi nào mà qua khỏi bốn năm chuyện này đó thì cái đó nó mới có thể phát sinh được. Mà mình nghĩ tới thành ra bởi vì tới mình hành tới bậc cái bậc trung rồi đó, mình vô mình cũng rã chính mình, rã cho người mình thương gì vừa phải đó, rồi tới hàng người mình không thương không ghét, rồi cái mình nghĩ tới cái thầu tới nếu nghĩ tới cái thầu mà người mình nó bừng 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 rồi dẹp đi nha, trở lại ba cái hàng đầu tiên làm đi làm lại cho tới khi nào mình nghĩ tới kẻ thù tâm mình vẫn như giống như mình nghĩ cho mình nghĩ người mình thương hay là nghĩ mình đâu mình nghĩ vậy thì lúc đó mới được gọi là tới đó nam. Mà khi nào mình nghĩ cái thù mà tâm mình nó vẫn rộng rãi vẫn này kim sùng đó là mình đã qua cái mức chỉ má sổng thầy thá, tức là sắp đắc thiền. Mà nó khó khăn lắm quý vị ơi, nói chơi nó vui chơi vô đừng nói gì, mà đừng nói gì tới tới kẻ thù chi, cái người mà không thương không không ghét, cái người mà mặt mình nó gặp mặt mình nó dưng dưng này kim sùng, mình nghĩ tới 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 nó là mình đủ bá đạo chưa đó cho đừng nói kẻ thù nó quay như vậy. Nam mô của tài giá. Nam mô Bụt Tha Dạ, sa thú và dạ, con kính tri ân về lời dạy của sư ạ. Và con xin đọc cái câu hỏi của Pháp Nguồn, chị Pháp Nguồn Lào Cai, là không rải tâm từ nhưng mà chia cái nguyện, chia phước cho những cái đối tượng mình thương nhiều có được không thưa sư? Hoặc là chia cho kẻ thù có được không? Dạ con kính gửi mic lại để cho sư chỉ dạy. Nam mô Bụt Tha Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nghĩa là mình làm được chứ không phải không được, nhưng mà nên nhớ đó, khi mình nghĩ tới cái đối tượng cái tâm mình thế nào, nhưng mình nghĩ tới đối tượng cái tâm mình nó đang mát mẻ, mà nghĩ tới đối tượng cái tâm cái không có tên chia hay gì đó, bởi vì làm sao mình chia được. Người xa lạ đi nữa chứ không phải người gì đó, mà mình bởi vì khi mà mình muốn mình có phước mà mình muốn muốn chia đó, thường là mình phải chia cho những cái người mà thân thuộc thân quen cho mình trước, bởi vì cái tâm mình nó rất đó là nó còn mát mẻ, nó rất là sẵn sàng để chia ha. Chứ còn mình nghĩ tới thấy cái mặt nó dễ ghét, mình nghĩ tới nó không mình sân đùng đùng mình chia chia gì chia cái sân cho nó à. Làm gì cũng phải nhìn vô cái tâm mình trước cái đã, rồi cái tâm mình nó có mát mẻ, nó có sẵn sàng chưa, rồi muốn làm gì đó làm, còn cái tâm mình nó nóng bừng 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 đó, mình chia cho người ta nóng thêm rồi chia làm gì, mà họ có biết họ cũng không nhận, họ lại họ cự mình nữa. Nó muốn làm gì là phải biết, mình phải phải cái nguyện hạnh mình nó cái thiện quán phải nhiều mới được, ít không có được. Nhiều mình nhìn tới những người này cái tâm mình nó quen mát mẻ như thường thì phải chia, chứ còn cái tâm mình nhìn nghĩ tới nó không à, người mình nó giống như cái lò lửa ở đó mà chia cái gì. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con xin thay mặt ở trong room và dạ, kính tri ân về cái lời dạy của sư. À, theo như xét trên chi pháp á, thì cái tâm từ chi pháp nó là cái tâm vô sân, là tâm vô sân,
Như vậy thì cái vấn đề con đặt ra đó là ví dụ như bây giờ con ngồi con nghe pháp đây này, con đang nghe thuyết pháp nè, hoặc là con đọc kinh chẳng hạn, thì lúc đó là tâm con không có sân, là tâm vô sân, thì như vậy đâu có được gọi là tâm từ. Thưa sư, Nhật Chính Tinh Sư chỉ dạy thêm về vấn đề này, tức là xét trên chi pháp thì tâm từ là vô sân, nhưng mà trên thực tế thì cái trường hợp đang có tâm vô sân nhưng không thể được gọi là tâm từ, có đúng như vậy không thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thầy gia kinh bạch chư cầu hàng hạ kinh thưa cho quý vị, tâm vô sân, tâm sở vô sân nó phải có năng lực, và mình đã từng hành cái pháp để cho tâm từ nó phát sanh, nó có năng lực, cái đó mới gọi là tâm từ. Chứ còn nếu mà cái tâm vô sân của bình thường của mình thì không thể gọi tâm từ được, bởi vì nó chưa có năng lực của cái điều kiện mà của cái tâm từ. Đó. Nghĩa là thường thường cái tâm vô sân đó, nó đối với mình đó, chính cá nhân chính mình thì được, nhưng mà đối với người mà mình thương là chưa chưa chắc nó còn có tư tưởng tốt, đối với người mình không thương ghét chưa chắc, mà đối với kẻ thù là chưa chắc nữa đó. Thành ra cái tâm vô sân nó chỉ được có một cấp là cấp cái đó, đó đối với chính cá nhân mình thôi, nhưng mà cái tâm từ ít nhất á, nếu mà chưa được sĩ má sổng phê thá đó, thì nhất cũng được phải ba cái hạng kia. Nghĩa là mình chưa có nghĩ tới kẻ thù mà nó mát mẻ, thì nhất ba cái hạng kia mình nghĩ tới nó, mình phải có năng lực mát mẻ mới được, mới mới gọi là tâm từ. Còn tâm vô sân lúc nào cũng là tâm từ đâu có được. Nếu mình là nó là tâm từ, nó đồng năng lực hay đồng nghĩa tâm từ, thì người ta đi đi, đi hành thiền tâm từ là làm gì, thấy không? Và từ tại vì nó không có khả năng để đó, nó làm vụ của cái anh tâm từ đó, đó lý do là thành ra nó vẫn là vô sân, tâm sở vô sân như thường, chứ không thể là tâm từ. Nam mô Bích Thai vậy. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ trong trong cái đề mục về tâm từ á thưa sư, đề mục về tâm từ thiền định là có thể đưa đến là tới là coi như là Appanna Sammāthi, là an chỉ định hay là kiên cố định luôn. Nhưng mà con không có phân biệt được cái tướng ban đầu là mình xét như thế nào. Cái Parikkhamanimitta tức là cái sơ tướng ban đầu là cái gì? Cái Uggaha-nimitta tức là cái học tướng đó thôi sư, thì lúc đó mình tính cái gì và cho tới khi nào thì mình biết được là cái dấu hiệu là cái Patipaggha-nimitta tức là cái quan tướng nó xuất hiện, thì cái chỗ này con không phân biệt được thưa sư, và kính xin sư từ bi hoan hỷ chỉ dạy con thêm một chút về cái vấn đề về ba cái ấn tướng ở trong cái thiền định với cái đề mục là tâm từ Patikamanimitta rồi Uggaha-nimitta với lại cái Patipaggha-nimitta, và con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bố Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị, muốn biết ba cái đó thì phải dựa vào năm cái chi thiền với tất cả quý cha đá bi thị su cả cái ta xây đăng đó, phải dựa vào cái đó mới biết là nó nằm đâu. Chứ mình mới vô thì mấy 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 cái chi năng cái tâm mà gọi là chi thiền với tất cả quý cha đá bi thị nó đâu có năng lực đâu, bởi vì nó không có năng lực thì nó mình cứ rớt lên rớt xuống hoài. Nó là nó khi nào mà nó quá khỏi cái bà đi cầm má niêm đó, tức là nó lên một cấp đó, thì năm chi thiền nó có năng lực rồi. 15 chi thiền nó có năng lực lúc đó đó, nếu mà người có hành thiền minh sát ta dùng cái chi thiền để ta hành thiền minh sát được liền. Chứ còn nếu mà lên cao lên thêm một bậc nữa thì không thể dùng về chi thiền, bởi vì cái lúc đó là cái chi thiền nó rất là có năng lực rồi. Cái chi thiền nó chưa có, nghĩa là chưa có nhiều năng lực đó, thì người ta mới dùng nó để người ta quán nó để hành thiền minh sát. Thành ra khi mà muốn biết tới đâu là phải dựa vào năng lực của năm chi thiền đó, thành nó mới biết được. Chứ còn mà nếu không không dựa vào năng lực năm chi thiền thì không biết tới đâu đâu. Mà thường thường đó, thường thường tại sao có nhiều người ta có ta hành tới chừng khi mà đắc thiền rồi đó, thì ông thiền sư ổng ổng mới nhận ra
là tại vì những cái chi thiền của họ đó họ không có khả năng để họ kiểm soát được, nhưng mà họ có cái phước thì nó làm cho nó có năng lực, năng lực tới tới lúc mà nó đắc thiền này giờ họ họ lúc đó họ mới biết đó. Anh đó dựa trên năng lực năm chư thiền để biết nó tới đâu. Nó mua cái thai á. Nam mô Bụt Tha, giá con kính tri ân lời dạy của sư. À, xin gửi cái mic lại cho chị Hà lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư. Dạ, con. Dạ, Nam mô Bụt Tha, giá Nam mô Tham Mai, Nam mô Sa Kha, giá dạ, con kính lễ ngài Trí Đức, ngài Niệm Tông, chị Tông Đức Tăng, ngài các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, thì ngài nãy sẵn nói về cái sự chiêu phước đó, thưa ngài, thì con cũng có nghe dạy là một cái người thì với cái tâm hoan hỷ chia cái phước cho cái người nào đó, một cái đối tượng nào đó, thì cái đối tượng đó cũng phải có cái sự đồng ý hoan hỷ nhận lãnh thì nó mới thành tựu. Chứ còn thí dụ như một người cho mà người kia họ đâu có, nói cho cùng là họ không hiểu Phật pháp thì họ không có hoan hỷ không gì, thì cái sự chia phước đó đến họ cũng không có thành tựu và cũng như ngược lại. Vâng thưa ngài. Dạ con kính trao mic lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bụt Tha, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì dĩ nhiên mình chi phước họ không hoan hỷ đâu, đâu thành tựu được. Ví dụ như bởi vì cái vấn đề mà tỷ phước báo nó quan trọng, mình làm phước mình biết cái người đó đó có khả năng đó thì mình mới lại mình nói là tôi vừa làm cái phước đó, chị hay anh à nên hoan hỷ với tôi đó. Nếu có khả năng hay là họ có học đạo, họ họ biết đó, thì họ mới xả tú. Còn cái người mà họ mình nói vậy xong cái họ liên liên học quýt mình cái là biết là không không thành rồi thấy không. Thành ra cái tiểu quá nó phải có điều kiện chứ không phải ấy đâu, không phải đâu. Mình vô trong chùa cái mình thấy ai mình cũng làm được cái gì, ví dụ mình vô mình đơn quét mình muốn chia phước cho họ trong cái họ kênh mình cũng không biết rồi. Cái đó không có nên. Mình nhớ chuyện đó quý vị, nên nhớ nó nhiều chuyện, nó nhiều khê lắm chứ nó không có dễ dàng như giống như mình nghĩ đâu ha. Ừ, thành ra mình phải quen những người nào mà nó họ mò chịu khó, họ tùy hỷ phước với mình mà đôi biết họ giờ họ đã từng làm phước, họ đã từng chia phước cho người khác thì mình làm phước được cái phước gì thì mình gặp những người đó thì mình nên chia phước thì họ mới hoan hỷ nhận lãnh, còn nếu không thì chưa chắc. Nhớ chuyện đó. Nam mô Bụt Tha, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư đại sinh năng quyền sinh ấy trong đạo tràng, tất cả phước báo phát sanh và pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy lập bổ duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng các cảnh sinh năng quyền sinh trong đạo tràng có cơ hội để chấm dứt các pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Tha, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sẵn Khai, giá Nam mô Rất Tịnh Tịnh Giá Xà. Dạ, Nam mô Bụt Tha gia, Nam mô Tham Ma gia, Nam mô Sang Kha gia. Dạ, con kính chúng con kính cảm ơn ngài Niệm Tông rất là nhiều đã vào đạo tràng Phật giáo Nam Truyền để trả lời những câu hỏi, những điều thắc mắc của chúng con để chúng con có thêm hành trang tu tập theo giáo pháp của Đức Từ Phụ Bồ Tát Ma. Dạ, con kính chúng con kính cảm tri ân ngài rất là nhiều ạ. Dạ, giờ đây con xin đọc phần ơn Đức Phật. Con xin đọc phần sám hối về Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo để kính xin ngài Trí Đức chúc phúc đạo tràng chúng con được tròn phước báo. Uttamang về na hoàn đề hàng bà đa bằng sùng quá rút tam ăn bút thể vô khí tô đô sô bút thô khá ma tu tăng má mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ đi trần chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cứu sinh Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam mạng về na hoàn đề hằng thâm mạnh cha đu vi thằng quá rằng thâm mẹ vô ca li tô đô sô thâm mô khá má tu tăng má măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp Bảo, cứu sinh Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con.
Con đem mặt lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thanh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vi phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít đến ngài Trí Đức để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Sakattva Buddha Ratanang O Sathang O Tamang Varang Itang Deva Manusanang Buddha Teche Na Sotina Na Santu Vatavam Sambe Dukha Vupasamentu Te Sakattva Thamma Ratanang O Sathang O Tamang Varang Varila Vupasamanang Thamma Teche Nasotina na santu vatava sambe phayavu vasamentu te sakatva sankharatanang o chathang uttamang varang Ahunayyang bahunayyang sankhate che nasotina na santu vatava sabbe roga vu vasamentu Tu tế nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mong mi xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Tê ác thá lạc thá sư vị tạ vô rô na vô thá sa sa nê a rô ga sư vị tạ hô thá sa hạ sa bê. Hiện nhà tị khuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quen cả thảy.